Hello, chào các bác quay trở lại với shop phỏng vấn nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bộ nồi của Đức nhá. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy thì bộ của nó sẽ bao gồm là 6 món như này nhá. Đấy 6 món như này. Thì đầu tiên nó sẽ là một cái nồi nhỏ. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. Nồi nhỏ, con này là dung tích là 2 lít các bác này. Đấy, đế của nó là đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp như này. Đấy, tiếp theo là một cái nồi quay lạch nhá, một cái nồi quay lạch như này. Đó, một cái nồi quay lạch như này. Siêu dày luôn các bác. Đấy, nghe tiếng gõ là các bác đã biết nó dày rồi. Đây, hai con này bằng nhau. Một con là quay hai bên, một con là quay lạch như này. Tiếp theo là đến cái con này là 3 lít này, con này 3 lít. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho em luôn. Đó, dày dẫn chắc chắn nhá. Đây. Đấy, hàng của Beijing của Đức nhá. Tiếp theo là đến một con 4 lít này. Tất cả đều có vung hết nhá. Con này là con 4 lít này. Đó, con này con 4 lít này. Cũng rất dày dẫn chắc chắn cho bác luôn. Đế 5 lớp, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Chung là tất cả các loại bếp đều đun hết nhá. Đó. Tiếp theo là con này là con 5 lít này, con 5 lít. Con 5 lít này thì nó hơi bị móp cái này một chút nhá. Hơi bị móp cái này một chút thì bên em có hai bộ bị móp. Thì bên em sẽ bán cho các bác cái giá nó sẽ tốt hơn một chút. Là nó đây, nó em quay lên là nó như nào, nó có nào đây em nói thế luôn. Đây khi đậy vung vào nó vẫn ôm bình thường, nhưng mà nó hơi móp một tí chỗ này này. Đấy, nó hơi, nó gọi là hơi móp cái viền này vào thôi. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó hơi móp cái viền bên này. Thì bộ này bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá đó là 650.000 nhá. Bên em đang bán là 700. Riêng bộ này thì bên em thanh lý cho bác giá 650.000. Đấy là hơi móp một chút thôi thì bên em bán thanh lý cho các bác. Bớt đi cho các bác là 50.000. Đấy. Chứ còn hiện trạng thì nó không hề có thay đổi gì cả nhá, không hề có thay đổi gì cả, không có vấn đề gì, nó chỉ hơi móp một tí chỗ này thôi các bác này. Đây, đó, mắt thường các bác cũng quan sát được nó hơi móp một chút đây, hơi móp một chút này. Đấy thì nếu mà các bác lấy bộ đẹp thì giá của nó sẽ là 700, còn cái bộ móp này thì bên em thanh lý cho bác giá 650.000 nhá. Đấy, bộ móp này thì giá của nó sẽ là 650k. Lên mã giúp em đó là bộ nồi Đức 6 món nhá, 700k. Còn riêng bộ móp này thanh lý cho bác giá là 650.000. Đấy, con chảo này nữa này. Đấy, một con chảo trắng đá chống dính nữa. Tất cả đều có vung hết nhá. Kể cả cái chảo này cũng có vung luôn. Chảo này cũng có vung luôn các bác này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Rất chất lượng xịn sò như này. Combo cho các bác nhá. Đó, 6 món này. Bao gồm cho các bác sẽ có là đi hai cái nồi 2 lít này. Đấy, một cái 3 lít này. Một cái 4 lít này. Đó, một cái 4 lít này. Một cái 5 lít này. Và một cái chảo này. Giá thanh lý cho các bác, riêng cái bộ bị móp này giá sẽ là 650.000 nhá. 650.000 cho cái bộ bị móp như này. Đấy, 650.000. Còn lại thì giá tiêu chuẩn vẫn là 700 nhá. Giá tiêu chuẩn vẫn là 700, còn giá thanh lý là 650.000. Bên em có hai bộ bị móp thì thanh lý cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kính lúp nhá. Con này thì các bác có thể về mình lắp thêm pin vào để mình dùng khi mà cần thêm sáng nhá. Đây là công tác của nó này. Và đây là cái chân pin này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em cũng ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. Đây. Đây các bác này. Đó. Để các bác có thể xem thực tế luôn, nó rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng nhá. Con kính lúp này thì rất là tiện các bác này. Đó, đây các bác thấy không? Đây. Đấy, phóng to cho các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em là kính lúp nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70k nhá. Lên cho em là kính lúp 70k cho một con kính lúp như này. 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này, do anh cái này thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái massage cổ vai gáy nhá. Đấy, massage cổ vai gáy đúng rồi, massage cổ vai gáy như này. Con này thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đai như này để các bác đeo vào cổ vai gáy nhá. Đây nó sẽ có, do anh cái đai này thì đây nó sẽ có cho các bác là cái phím nguồn này, cái phím nguồn hình tròn như này, thì các bác giữ lì cho em là từ 3 đến 5 giây là máy nó bắt đầu chạy nhá. Đấy, và các bác dò lên rồi. Các bác cứ đặt vào cổ vai gáy cho em là xong. Đó thì nó sẽ giúp cho các bác là dò đi. Giúp cho các bác là massage cổ vai gáy rất là tốt luôn nhá. Đấy, massage cổ vai gáy rất là tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 320.000 nhá. 320.000. Khi các bác tắt đi thì chỉ cần giữ lì là xong, còn bật lên thì các bác phải tắt đi thì nhấn một lần, còn bật lên thì các bác giữ lì cho em. Đó. Combo cho bác một con massage cổ vai gáy như này. 320k cho con massage của vai gái nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đài FM nhá, con đài FM như này.
Đây về nhà thì các bác kéo cho em cái này lên này. Đấy, kéo cho em cái công tắc này lên. Đây cái bên tay trái này sẽ là công tắc, vừa là công tắc vừa là volume luôn. Còn bên phải này thì sẽ là dò nhá. Đấy. Thì các bác cứ dò cho em là nó sẽ ra tần số này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái loại bút thông mạch nhá. Đấy, bút thông mạch đây, hai loại bút như này. Đó, đều rất là sáng luôn các bác nhá. Hai loại bút này đều rất là sáng này. Một con thì nó sẽ là bút thông mạch thường nhá, bút thông mạch thường như này. Thì con này giá của nó sẽ là 20.000, còn con này thì bút thông mạch cao su. Đấy, thì tức là nó có cao su như này, chống điện rất là tốt này. Và các bác có thể dùng làm tô vít được luôn. Đấy, thì nó sẽ đắt hơn một chút, to hơn. Đắt hơn con này sẽ là 30.000 nhá. Còn bút thông mạch cao su này sẽ là 30.000, còn con bút thông mạch thường này là 20.000 nhá, 20.000. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Đó, giá thì nó có mức giá hợp lý cho các bác luôn. Con cao su thì nó to hơn. Con này con cao su to hơn thì các bác có thể dùng vừa làm tô vít vừa là xoáy sửa chữa được, cũng rất là ok và cũng rất là sáng nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tam bông nhá, tam bông. Một hộp này là 200 chiếc. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 cho một hộp 200 chiếc nhá, tam bông. Các bác lên cho em là tam bông giá sẽ là 20k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là một hộp 200 cái luôn, hàng xịn. Tiếp theo là giấy lau dầu mỡ nhá, giấy lau dầu mỡ. Đấy, giấy ướt lau dầu mỡ. Thì ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là các cái xà bông tẩy rửa đâu. Đó, các bác chỉ cần lau lên các cái bề mặt là xong nhá. Đây, ví dụ em viết mực cái đây này, em lau nó sẽ sạch luôn con này. Đó. Các bác cứ lau là dầu mỡ vết mực sạch luôn nhá. Giá sẽ là 20.000. 25.000 cho một túi như này, 25k cho một túi giấy lau dầu mỡ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bàn chải đánh răng của Nhật nhá. Con này chuyên trị viêm nướu lại đau lại chảy máu chân răng. 25k một vỉ nhá. 25.000 một vỉ bao gồm 6 chiếc luôn. 1 2 3 4 5 6 đây. Hình răng này các bạn này, chuyên chống viêm nướu lại đau lại chảy máu chân răng. 25.000 một vỉ. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Viên giặt xả 5 trong 1 do lại cho nó. Viên giặt xả 5 trong 1 như này. Đấy, viên giặt xả 5 trong 1 giá của nó sẽ là 55.000 cho một túi như này nhá. Rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Một viên này giặt được từ 3 đến 5 cân quần áo, các bác chỉ cần ném vào trong máy giặt cho em là xong. Ném máy giặt thôi, rất là tiện ích luôn. Đấy, 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con máy đấm lưng nhá. Qua đây. Con máy đấm. Em lên cho bác con đài FM trước nhá. Đây các bác này. Đấy, đây một con đài FM rất là ngon luôn các bác này. Đó. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Rất là hay luôn. Đây là người em nó đang bị nhiễm điện từ cho nên là nó không được nét sóng, chứ còn bình thường nó rất là nét thôi nhá các bạn này. Đấy. Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì con này FM như này. Con này thì ở đây nó sẽ là công tắc này, công tắc và to nhỏ này, đây là dò sóng này và đây là có cả cái đồng hồ cho các bác luôn. Các bác rút cái nút này ra cho em này. Rút cái nút này ra sau đẩy xuống là đồng hồ này, cắm USB thẻ nhớ cái thứ ok hết nhá. 260 cành bao ship cho con đài FM như này, 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em bên cho bác cái con máy đấm lưng nhá. Súng massage nhá, súng massage. Đây các bác chỉ cần lắp vào cho em như này. Giữ lì cái này là nó sẽ bật lên này, đây các bác này. Dùng rất là mạnh luôn. Đấy, có 5 cấp độ dùng nhá. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy các bác thấy không? Dùng chưa? Dùng rất là mạnh luôn nhá. Dùng để massage cổ vai gáy rồi bắp tay bắp chân cái thứ rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con súng thư giãn như này, lên cho em là súng thư giãn 170.000 nhá. Bao gồm cho các bác là một súng này, 4 đầu nhá, 4 đầu massage, một cáp sạc. 170.000 giá siêu rẻ luôn. Nó hình khẩu súng cho này là bên em gọi nó là súng thư giãn 170k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thảm 46 nhá. Đấy, chiều kích thước của nó sẽ là 40x60 cho nên bên em gọi thảm 46. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái thảm 46 như này. Giá sẽ là 50.000. Đấy, 50.000 cho cái thảm 46 như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ nhá. Đấy, một mặt bằng nỉ như này nhá. Một mặt bằng nỉ như này và mặt dưới là cao su non chống trơn trượt này. Giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lư đồng nhá. Đây nó sẽ là một con lư đồng rất là đẹp như này. Đây nó sẽ có cái đầu núm này, cái đầu để các bác để gương này. Đây. Đấy, lên cho em là lư đồng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con lư đồng như này. Giá của nó sẽ là bao tiền cái lư đồng này? Lư đồng này. Cái này cơ mà. Cái này là cái gì? Các bác lên cho em là lư đồng nhá. Một cái lư đồng rất là đẹp như này. Giá sẽ là 170.000 nhá. Chất liệu bằng đồng tự nhiên. Đó,
Hoa van màu sắc rất là đẹp luôn, hình hoa sen nhá. Hình hoa sen rất là đẹp như này. 170.000 cho một con lư đồng như này nhá. Lên mã cho em là lư đồng 170.000. Đó, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Lư đồng 170k các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái túi đựng giáp nhá. Túi đựng giáp kích thước của nó sẽ là 45 nhân với lại 50, 45 nhân 50. Đó thì con này rất là tiện để về nhà các bác có thể để đựng giáp rất là phù hợp. Đây thì nó có sẵn cho các bác là cái chất túi của nó thì rất là dai nhá, rất là dai. Các bác dùng rất là thích luôn. Đó, đây. Về nhà thì rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có cho các bác là từng lớp một như này. Đấy, các bác xé ra cho em này. Đấy, nó ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái lớp nó dập sẵn như này rồi, dập sẵn như này. Các bác xé ra cho em là xong. Đấy. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho một cuộn. Một cuộn này 100 túi luôn. Ra hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. 50.000 một cuộn 100 túi luôn. Ra hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy. 50.000 một cuộn này 100 túi. 50.000 một cuộn 100 túi đây. Đây nó sẽ là một con túi như này. Đấy, về nhà thì các bác bóc vào nhà cho em để mình sử dụng này. Đấy, để mình sử dụng. Mình đặt vào cái thùng rác nhà mình. Và khi dùng thì mình, khi lúc nào đi vứt đi thì mình rút cái dây này ra cho em này. Đấy. Đây nó sẽ có cái đầu dây rút xanh như này. Các bác rút ra cho em này. Đấy, rút ra như này. Rút ra như này. Đó, qua theo. Đấy, lên cho em là túi đựng rác nhá. Túi đựng rác. Giá của nó sẽ là 50.000 một bình. 100 chiếc. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, xin một nút like nhé, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy. Thì hôm nay bên em về được một ít cái kéo của Nhật, hàng thanh lý nhá, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 15 cm nhá, đấy 15 cm. Hàng thì siêu sắc luôn các bác nhá, siêu sắc. Con này thì nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình làm thủ công này, làm nghề hoặc là nói chung là cắt các thứ linh tinh, nó cũng rất là nhỏ gọn luôn. Quai của nó cán rất là chắc chắn luôn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác lên cho em đó là, các bác lên cho em đó là đây, em sẽ đo thực tế cho bác. Con này thì nó dài là đi 15 cm nhá, kéo dài 15 cm. 15 cm như này, 15 cm rưỡi. Em gọi cho nó là kéo dài 15 nhá. Lên cho em là kéo 15. Con này thì giá của nó sẽ là 10k một chiếc nhá, kéo 15. Giá sẽ là 10k. Đấy, các bác lên cho em là kéo 15 này. Kéo 15. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc thôi. 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này, giá siêu rẻ mạt luôn. Đấy, 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này nhá. Lên cho em là kéo 15 này. Giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho con kéo 15 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo 20 nhá. Đây. Con này thì nó sẽ là 21 cm này. Đấy. 21 cm như này. Đấy thì con này cũng rất là ngon luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Có đầu mở nắp chai này, mở nắp chai rồi kẹp cua ghẹ này, có phần khuyết để các bác cắt gà cắt cá này. Cũng rất là sắc bén luôn các bác nhá. Rất là sắc bén luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất sắc bén luôn. Con này thì nó sẽ dài là đi 21 cm, 21 cm rưỡi. Thì con này các bác lên cho em là kéo 21 nhá, kéo 21. Giá của nó sẽ là 15k. Đó, kéo 21 này. Kéo 21, giá sẽ là 15k một chiếc, 15.000 một chiếc nhá. Đấy. 15.000 một chiếc. Con này thì sẽ là 15.000 cho một chiếc kéo như này nhá, 15k một chiếc. Còn con này thì sẽ là 10.000 thôi, 10.000 cho một con kéo như này. Đấy, dài 15 cm, con này thì dài 21 cm. Đó thì các bác muốn lấy combo thì lấy, mà lấy lẻ thì lấy nhá. Lấy combo thì lấy mỗi loại một chiếc thì lấy, hoặc là lấy lẻ thì lấy nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật, thanh lý siêu thị nhá. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, siêu sắc bén, thép trắng không gì, và giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Giá rất hạt rẻ luôn các bác nhá. Giá rất hạt rẻ luôn. Con này sẽ là 15.000 một chiếc, và con này sẽ là 10.000, 10.000 trong chiếc kéo như này thôi. Giá thanh lý gần như là giá cân ký luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kích điện nhá, 175.000. Con này sẽ là chuyển từ điện áp quy 1224 sang điện 220V. Đây, có công tắc đóng ngắt ở đây này, có cổng sạc luôn, và có chân cắm cho điện các bác sử dụng điện trực tiếp nhá. 175.000. Lên cho em là kích điện nhá, kích điện 175.000. Các bác cắm là áp quy 1224 đều được hết nhá. Đấy. Đầu ra của nó này, đấy, 12V hoặc 24V nhá. Đó. Công suất của nó là lên tới điện 220V và có cho các bác là 100mA này. Đó, giá rất là ok cho bác luôn, 175.000. Về nhà các bác chỉ cần kẹp vào bình ắp quy cái là sẽ có ngay điện 220, chạy quạt điện này, chạy các thiết bị điện 220 ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái còi sinh tồn nhá. Đấy, còi sinh tồn. Giá thì sẽ là, cái còi sinh tồn thì bao nhiêu đấy? Còi ấy này. Còi có la bàn này. Đây.
một con còi rất là đẹp như này các bác nhá. Đó. Đấy. Còi cứu hộ các bác nhá, còi cứu hộ 25.000. Con này thì có cả cập nhật nhiệt độ này, nhiệt độ miền Bắc đang là trên 30 độ C này. Đó, và có cả la bàn luôn nhá, có cả la bàn các thứ như này. Lên cho em là còi cứu hộ giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho con còi cứu hộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia đế nóng nhá, là cái đế nóng. Con này thì các bác có thể dùng để mình làm nóng tất cả mọi thứ luôn. Đây, có báo điện này, có điều chỉnh nhiệt độ này, có số 1, số 2, số 3 này, và đây là cái đế bằng gang này. Các bác cứ đặt lên, các loại xoong nồi đều đun được hết nhá, xoong nồi inox nhôm nhiếc đun được hết luôn. Đấy, các bác chỉ cần đặt lên đây là nó sẽ giúp cho các bác giữ nóng, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Lên cho em là đế nóng 130.000 cho con đế nóng như này nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Đấy, chổi tự vắt đây. Con này thì rất là tiện luôn. Khi các bác sử dụng thì là nó sẽ có cái tính năng là các bác chỉ cần là lắp vào cho em và kéo nó sẽ tự vắt nhá. Đấy, đây. Có 3 nấc cho các bác về các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100 cành cho cái chổi tự vắt này thôi. Xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái này vào. Đó, sau đó thì các bác nâng lên cho em. Xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ. Vắt thì các bác kéo này cho em là nó sẽ kiệt này. Đấy. Kéo này nó sẽ tự vắt cho các bác này. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 cho con chổi tự vắt như này. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3, xoay 360 độ và nó sẽ tự vắt cho các bác luôn. Lên cho em là chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 nhá. 100k tròn cho con chổi tự vắt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia kéo cắt cành trên cao nhá. Con này thì nó sẽ là một kia đầu lưỡi cưa và một đầu kéo như này. Đây, đầu kéo như này các bác này. Đầu kéo rất là to luôn. Hàng made in Japan nhá, kéo cắt cành trên cao. Đó, về nhà các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Kéo cắt cành trên cao giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. Con này. Đấy. Bắt kéo vào, giật dây. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện đấy. Luôn nhá. Đấy, em sẽ cắt lại thử một lần nữa cho các bác xem này. Đây, ví dụ cành này cành tươi các bác nhá. Các bác lắp kéo vào này. Đứng dưới giật dây. Đấy. Đầu kéo với em ấy thì đảm bảo. Đấy, các bác lắp vào để mình cắt nhá. Đấy. To như ngón chân cái. Có cả đầu cưa luôn nhá. Có cả đầu cưa thì các bác lắp vào các bác cưa. Ngoài ra thì bên shop bán là không có kèm cán đâu nhá. Về nhà các bác tự chế cán nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ kéo bộ làm vườn nhá. Bộ làm vườn thì combo 4 món như này sẽ là 160.000. Bao gồm cho các bác là hai cưa này. Đấy. Hai cái cưa như này. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, đây. Made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đó. Ngoài ra thì sẽ là có hai kéo này. Một con kéo cắt cành như này, kéo cắt cành như này, thép SK5 không gỉ này. Đấy, có kèm thêm một lò xo. Đây, kéo cắt cành như này nhá. Đấy. Một con kéo cắt cành như này các bác này. Đấy. Một con kéo cắt cành như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác thêm là một cái kéo tỉa nữa nhá. Một cái kéo tỉa nữa. Kéo tỉa này thì nó sẽ là 20 cent. Đấy, cũng hàng made in Japan hết nhá. Đấy, made in Japan các bác này. Đây, made in Japan nhá. Đó. Thì combo cho các bác là 4 món sẽ là 160.000. 160.000 cho 4 món. Bộ bao gồm là bộ 4 cưa kéo nhá. 160.000. Còn các bác mua lẻ thì nó sẽ theo giá lẻ các bác. Mua lẻ thì sẽ theo giá lẻ nhá. Thì con kéo tỉa này sẽ là 40k này. Con kéo tỉa này giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con kéo tỉa như này. Đấy. Còn con cưa gấp này thì giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho con cưa gấp như này. Đấy. 60.000 này, 60.000 cho con cưa gấp như này. Con kéo cắt cành này thì sẽ là 80k nhá. 80k cho con kéo cắt cành như này nhá. Kéo cành. Đấy, 80.000. Ngoài ra thì con cưa lách này thì giá của nó cũng là đây, con cưa lách này bao nhiêu đấy? Cưa lách này cũng là 40.000 luôn, 40k nhá. 40k cho con cưa lách như này. Đấy. Thế là nếu các bác mua combo thì chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì rất là đắt nhá. Mua lẻ thì nó vào hơn 200 cơ. 40 là 80, 80 là đi 160, 60.000 nữa là vào 220. Thế mà các bác mua combo 4 món như này nhá. 4 món cưa kéo như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên cho em là bộ 4 món cưa kéo nhá. Đấy. Bộ 4 món cưa kéo 160k cho 4 món luôn. Tính ra vào có 40.000 một món này thôi. 4416 này. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái búa đinh nhá. Hai cái búa đinh nhá. Đấy. Thì con búa A1 này thì sẽ là 130.000. A1 này. Đấy. Con này lên cho em là A1 nhá. Búa A1 130.000. Còn con A1 A1 là to đúng không? À búa A2. A2 to nhá. Con này sẽ là A2 to này. A2 to là 130.000. Còn con A1 nhỏ nhá. A1 nhỏ chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80.000 này. Con nhỏ này là 80 cành nhá. Còn con to này sẽ là
con to là 130.000, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Đấy, có con nhỏ con to, lấy con nào thì lấy. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tiết kiệm điện nhá, máy tiết kiệm điện, hàng công nghệ của Nhật nhá, hàng của Nhật cực kỳ tiết kiệm điện cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho con máy tiết kiệm điện này thôi, 60k. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60k nhé, 60.000 cho con máy tiết kiệm điện như này. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó, giá chỉ có 60k thôi nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện này, giá 60.000 siêu rẻ luôn. Một tháng các bác có thể tiết kiệm được từ 30 đến 50% hiệu điện tiêu thụ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ô dù của Nhật như này nhá. Dòng này nó sẽ là dòng tự động này, đây, bật ra này. Đấy, bật ra tự động như này. Hàng thì của nó là nan kép và của nó sẽ là hàng nan là nan kép nhá, và của nó sẽ là đường kính của nó sẽ là 1m này, rất rộng luôn, nan kép đường kính 1m, tự động cho vào này. Đấy. Các bác chỉ cần là xoắn vào cho em là xong. Đấy. Mình đẩy vào như này cho em là xong này, sau đó thì mình gấp vào này. Đấy, sau đó mình gấp vào. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đấy. Bật ra như này thôi nhá. Bật ra như này nó sẽ ra này. Còn bấm vào thì các bác chỉ cần ấn này. Đấy, ấn lấy này là nó sẽ bật vào luôn. Đó, rất là tiện. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80.000 cho cái ô dù Nhật như này nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là vải ni lông trơn nhá, nước đổ đầu vịt nhá. Đó, vải ni lông trơn nước đổ đầu vịt cho các bác luôn. 80k. Lên cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Đó. 80k cho cái ô dù Nhật như này, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Ô dù Nhật 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mã này nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Này nó sẽ là bộ ba tô nhá, bộ ba tô 90.000. Tính ra vào 30.000 một chiếc thôi. Nó sẽ có cho các bác là ba cái tô. Cái to nhất này của nó sẽ dung tích lên tới con to nhất này thì dung tích của nó là lên tới 1 lít 8 nhá, 1 lít 8 như này. Cũng khá là dày luôn. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900. Đấy, 900. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900 này. Và con này thì của nó sẽ là 1 lít 2. Ba cái tô này thì các bác dùng rất là tiện, hàng inox này. Các bác có thể dùng để làm nem, làm nộm rồi nói chung là múc cơm canh. Đấy, nhà có khách khứa dùng rất là tiện, sạch sẽ. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là rửa ráy nó tiện, không lo bị bong bong chốc rồi. Thế nào. Đấy, bong chốc bị vỡ nhá. Giá sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ ba tô nhá. Ba tô 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút nước rửa bát nhá. À cái hút rửa bát nhá. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây các bạn này. Đấy. Chỉ cũng chỉ mấy chục nghìn đồng, nó đặt vô cùng đơn giản. Chỉ cần kết nối ống dẫn từ bồn rửa tới than dầu, và gỗ ở trên bồn rửa, rồi siết chặt. Đầu bơm được làm bằng inox, kèm theo dây silicone dài khoảng 1m. Từ nay thì các bác có thể yên tâm mua can 5 lít về rửa chén để sử dụng và tiết kiệm chi phí rồi ạ. Các bác hãy tham khảo nó trong sổ hàng để trải nghiệm nhá. Mình cứ mua cái can 5 lít về sau đó thì mình cắm vào cho em là xong. Em trở lên gọn gàng hơn đáng kể với chi phí chỉ mấy chục nghìn đồng, để lắp đặt vô cùng đơn giản. Chỉ cần kết nối ống dẫn từ bồn rửa tới than dầu, không hoàn gỗ ở trên bồn rửa, rồi siết chặt. Đầu bơm được làm bằng inox kèm theo dây silicone dài khoảng 1m. Từ nay thì các bác có thể yên tâm mua can 5 lít về rửa chén để sử dụng và tiết kiệm chi phí rồi ạ. Giá chỉ có 70.000 thôi nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái này sao lại không có vòi nhỉ Phương nhỉ? Cái bộ 5 mũi khoan đa năng nhá, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mũi khoan đa năng như này giá 110.000. 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng. Lên cho em hộp 5 mũi khoan đa năng giá sẽ là 110k thôi. Giá cực kỳ là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. 110.000 cho 5 cái hộp mũi khoan đa năng như này. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi tất cả nhá. Mũi của nó là hình mũi khế như này nhá, hình mũi khế này. Thép của nó là có phủ titan luôn. Phủ titan nên là khi khoan được hết nhá. Khoan các loại chất liệu đều được hết trừ kính cho em thôi. Trừ kính còn lại là khoan được hết nhá. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 dùng rất là tiện, khoan tường, khoan đồ đa năng luôn. Khoan kính, khoan giếc 110.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Đây, quạt xanh. 55.000 cho con quạt xanh như này. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cáp sạc luôn nhá. Bao gồm một cáp sạc. Về nhà các bác chỉ cần là đưa ra là mình sử dụng thôi, kéo cao được lên tới khoảng gần 40 cm. Có công tắc ở đây. Các bác có thể dùng số 1, 2, 3 tùy theo nhá.
thời gian chạy của nó liên tục từ 3-5 tiếng tùy theo dung lượng sạc nhá. Có 3 số này, các bác có thể để mọi ngóc ngách đều được hết nhá. Đấy, gập lên gập xuống đều ok. Lên thì em là quạt xanh 55.000 một chiếc nhá. Quạt xanh 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây điện vàng nhá. Đây, chiều dài của nó thì từ 15 đến 20 mét nhá. Từ 15 đến 20 mét, hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đây, nó sẽ là một đầu dây đúc liền như này và một ổ cắm này. Đó. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, có đèn báo nhá. Ổ này là ổ chống vỡ nhá. Giá thì sẽ là 150.000 cho một cuộn dây như này. Lên cho em là dây điện vàng 150.000 nhá. Dây điện vàng 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. 100.000 cho con cân sức khỏe như này. 100k nhá. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cân như này, có kèm sẵn cho các bác là cả pin điếc luôn. Các bác cứ lắp vào là mình sử dụng thôi. Cân của nó thì nó sẽ là dạng cân kính cường lực như này nhá. Kính cường lực lên tới là 180 cân. Có báo số điện tử, các bác về lắp pin vào cho em là xong. 100.000 cho con cân sức khỏe như này nhá. Lên cho em là cân sức khỏe 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2T nhá. Một con bơm 2T hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng made in Japan này, thương hiệu Santalay made in Japan. Dây của nó thì là dây mềm như này. Đấy. Và đây thì các bác có thể đẩy ra này. Đấy. Đây, hàng thương hiệu Santalay made in Japan. Con này thì giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. 230.000 nhá. Bơm 2T, lên trên là bơm 2T 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm đa năng nhá. Đồng hồ kìm đa năng, con này cũng 230 luôn. 230.000 cho con đồng hồ kìm đa năng như này. 230k nhá. Đó, đây các bác này. Đây, rất tiện ích luôn nhá. 230.000. Có kèm pin cho các bác luôn. Về nhà các bác sử dụng để mình đo đạc rồi làm điện. Có đo vôn kế, ampere kế rồi ôm yếc đầy đủ cho các bác luôn. Bác nào làm thợ điện thì nên dùng con này. 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây. Đây nó sẽ làm cái đệm ghế như này. Đệm silicone giá 90.000, đệm than tổ ong nhá. Các bác dùng để mình ngồi này. Đấy, chống bệnh trĩ rồi nói chung là thoáng khí. Đây, có vải dệt 3D như này nhá và than tổ ong như này. Đấy, ngồi rất là sướng luôn. Lên cho em là đệm ghế giá sẽ là 90.000 cho con đệm ghế như này nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc nhanh này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên để sạc nhanh cho các bác luôn. Đó, thì các bác cắm cái này vào nguồn điện cho em này. Sau đó thì các bác có thể cắm hai chân Type C hoặc là chân USB như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh nhá. Đấy, nó sẽ có là một cả củ và dây như này thì các bác cắm rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là củ sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em đó là củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái củ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Cái khay đá này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, thì một khay này của nó là có 14 viên. Mỗi bên là 7 viên. 1 2 3 4 5 6. Mỗi bên là 7 viên, tổng 14 viên mà có nắp đậy như này thì các bác có thể để vào trong tủ lạnh nhà mình để chồng lên nhau được. Và khi mà mình lấy đá ra thì mình chỉ cần đẩy như này là đá nó sẽ ra cho các bác nhá. Rất tiện luôn. Lên cho em là khay đá thông minh nhá. Khay đá thông minh. Giá sẽ là 15k trên một khay như này nhá. 15k trên một khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái gãy lưng nhá. Gãy lưng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu như này nhá. Hai mẫu như này. Một mẫu thì đầu gãy của nó bằng sừng nhá. Đầu gãy của nó bằng sừng. Cái bằng sừng này là bao nhiêu đây? Cái bằng sừng này 10.000 á. Cái lưng các bác nhá, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là đầu bằng inox nhá, một mẫu là đầu bằng sừng như này. Đấy, đầu bằng sừng như này. Giá thì đều là 10k hết nhá. Giá đều là 10k hết, các bác muốn lấy loại nào thì các bác báo cho em thôi. Đó, giá đều là 10.000 hết nhá. 10.000 cho một chiếc như này. Đấy, con này thì bằng inox này, con này thì đầu bằng sừng nhá. Đầu bằng sừng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy. Cái con đầu bằng inox này thì nó sẽ dài hơn con sừng này một chút nhá. Đây, nó dài hơn con sừng một chút như này. Đó, ở đây các bác thấy chưa? Đó. Giá thì đều là 10k hết nhá, đều là 10k hết. Các bác lên mã giúp cho em đó là gãy lưng nhá. Gãy lưng. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc như này. 10k một chiếc gãy lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đeo điện thoại nhá. Đấy, túi đeo điện thoại đây, nó sẽ là một cái túi như này. Các bác dùng để đeo điện thoại rất là tiện ích luôn. Đó. Túi đeo điện thoại này đeo vào trong
các bác đeo vào thắt lưng cho em, đeo vào thắt lưng này, sau đó thì mình bỏ điện thoại vào đây cho em, rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là túi đeo điện thoại nhá, các bác lên cho em là túi đeo điện thoại nhá, túi điện thoại này giá của nó sẽ là 40k đó, túi điện thoại giá sẽ là 40k cho một cái túi điện thoại như này nhá, 40.000 đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn nhá, giá sẽ là 80k. Đây là một con đèn có cả điều khiển, có cả cáp sạc luôn, và con này thì nó sẽ là dòng tích điện như này, có cả năng lượng mặt trời, có cả sạc luôn. Đấy, 5V, công suất của nó là 120W nhá, mặc định của nhà sản xuất là 120W. Còn là đây, ánh sáng của nó thì như này các bạn, cũng khá là sáng luôn, các bác có thể dùng để khi đề phòng mất điện mình ăn cơm ăn nước. Đấy, rất là tiện, có cả điều khiển điều khiển cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, combo cho các bác cả điều khiển, cả cáp sạc, cả pin cũng đàng hoàng nhá, giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá, đèn tròn giá sẽ là 80k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tông đơ nhá, tông đơ đây. Đấy, thì cái này các bác lên cho em là tăng đơ lược, có cáp sạc này, có cữ kiếc hẳn hoi, có cả lược nữa, và một con tăng đơ rất là ngon, chạy thì cực kỳ là khỏe luôn, và có đẩy cữ ở đây nhá, đẩy cữ ở đây các bác này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già rất là ok nhá. Và dòng này của nó cũng là dòng không ăn da nhá, không ăn da, cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá, 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110k nhá, 110.000 cho con tăng đơ lược này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ, còi cứu hộ, còi cứu hộ hả, 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Đây các bạn này, con này thì sẽ có la bàn này, có la bàn và có cả đo nhiệt độ luôn, cập nhật cả nhiệt độ này. Đấy, nó sẽ là hàng của quân đội, hàng của quân đội Mỹ nhá, cực kỳ là ngon luôn, có la bàn, có cập nhật nhiệt độ, có dây quai đeo như này. Đấy các bạn thấy không, rất tiện ích luôn, 25k nhá. Lên mã giúp em đó là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ này, còi cứu hộ giá sẽ là 25k, 25k một chiếc thôi. Con này hàng đa di năng luôn, có cả sẵn cho các bác là la bàn này, la bàn này, cập nhật nhiệt độ này, và còi này đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt Đức đây. Con này thì giá sẽ là 150 cành cho một con dao chặt Đức như này, 150k. Đấy, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Con này thì cực kỳ là ngon luôn, hàng liền thân như này nhá, giá chỉ có 150k thôi. Một dao chặt Đức nặng khoảng 4 đến 5 lạng. Đấy, rất vừa bạn xinh xắn nhá, 150k. Lên cho em là dao chặt Đức nhá, 150k cho con dao chặt Đức như này, rất ngon lành luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây thắt lưng Mỹ nhá, thắt lưng Mỹ này. Đấy, bó dây thắt lưng da bò Mỹ nhá, các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu, và mặt thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, dạng mặt như này nhá. Đấy, đây, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, dép này, lếch xù này. Đấy, hàng toàn hàng chất lượng hết nhá. Đó, thì cái mặt này thì nói chung là nó đều đều như nhau thôi, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, mặt 3D rất là đẹp luôn này. Đây, cái này thì mặt của lếch xù này, cái này thì mặt của dép này. Đó, chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy, made in USA, chữ dập chìm luôn nhá. Hàng da bò tự nhiên nguyên miếng này, da bò tự nhiên nguyên miếng. Đấy, made in USA cho các bác luôn. Đó, các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhá, giá sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá, 190k cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò 190.000. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì cũng có hai màu, màu đen và màu nâu, và thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu luôn. Đấy, thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó, hàng cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhá, made in USA. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 120.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. À, một con ví da bò như này. Chất liệu của nó đều là 100% là da bò tự nhiên hết nhá, 100% da bò tự nhiên hết. Đấy, da bò tự nhiên hết nhá. Đó, rất ngon lành, chất da siêu mềm luôn. Lên theo là ví da bò nhá, giá sẽ là 120k nhá, 120k cho một con ví da bò như này. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Con này hàng đa chức năng luôn,
có cổng sạc ra sạc vào đầy đủ này, sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn đó. Có nam châm hít này, có búa phá kính này, có cắt dây này, đây phần công tắc của nó này, đèn thì siêu sáng luôn các bác nhá, đèn này siêu sáng luôn đấy, đây rất là sáng luôn các bác này, đây các bác thấy không, đây pha của nó rất là rọi, rất là sáng luôn các bác thấy không, đó rất sáng luôn nhá. Giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này, có la bàn này, đấy, có còi hú các bác này, đấy, đầy đủ các chức năng cho bác cho một con đèn như này luôn, giá chỉ có 180k thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đèn phễu nhá, đèn phễu giá sẽ là 80.000 cho một con đèn phễu như này, 80k. Đó, đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng luôn. Đấy, cũng có cổng sạc ra sạc vào cho điện thoại luôn và rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn các bạn. Pha của nó rất là rọi, rất sáng luôn. Đó. Rất sáng luôn, có báo pin, có cổng sạc vào cho điện thoại, giá chỉ có 80k thôi. Lên cho em là đèn phễu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện nhá. Giá chỉ có 175.000 cho con đèn vàng tích điện như này thôi. 175k nhá. Có quay đeo quay điếc đàng hoàng các bác này. Đấy, đây. Có quay đeo quay điếc đàng hoàng nhá. Có pin tích điện cho các bác luôn. Đó, có pin tích điện này. Rất sáng luôn. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó, và nhấp nháy cảnh báo này. Sáng vàng, sáng trung tính này. Đó. Rất nhiều các cái giải LED ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá này sẽ là 175.000. Có pin năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, có tấm pin năng lượng mặt trời này và có cáp sạc này và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Lên cho em là đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện giá sẽ là 175.000. 175.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn bão và có cả quạt luôn. Con này thì cũng có sẵn cáp sạc luôn nhá, có sẵn cáp sạc đây luôn. Đó, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Gió của nó rất là tít luôn nhá. Có nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó rất là mạnh luôn, 100k ra con đèn bão quạt như này. Và có cả đèn luôn. Đấy, đây. Có cả đèn rút lên như này các bác này. Đấy, các bác theo. Đó. Này. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chuyên ngập dầu nhá. Đường kính là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, con này thì nó sẽ có cho sẵn cho các bác là một cái giá như này luôn, một cái giá bằng inox như này. Đấy, khi chuyên dán thì các bác đặt lên đây chưa? Đó, đây. Rất tiện ích các bác này. Đấy, con này thì giá cũng 100k luôn, 100.000 cho một cái chảo chiên như này, tráng đá chống dính nhá. Dày dẫn chắc chắn, các bác có thể đun để mình chiên rán nem rồi đồ gia dụng nem rồi đùi gà rồi ghiếc, nói chung là đồ chiên rán là ok hết nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì đây, đấy nó sẽ bao gồm cho các bác là một bếp từ như này. Và có tặng kèm cho các bác là một cái nồi nhá, cái nồi này là nồi tặng kèm nhá, thì nó có thể là nó bị móp méo thì các bác cũng thông cảm thôi. Cái này là bên em tặng kèm thôi. Và chủ yếu là bếp từ này thôi. Đây. Đây là bếp của nó này, đây bếp của nó đây. Đấy, một con bếp cực kỳ là ngon luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan nhá. Made in Thái Lan qua này. Đó. Hàng thì bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, dây cuốn của nó bên trong là 100% bằng đồng hết nhá. Đấy, đun cực kỳ là nhanh sôi luôn. Mặt kính cường lực 5 ly này, mặt kính cường lực 5 ly. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ngon lành luôn. Giá thì cái bếp từ Philips này bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là bếp từ Philips nhá. Đấy. Bếp từ Philips này. 350k nhá. 350.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Giá chỉ có 350.000. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vợt muỗi đứng nhá, vợt muỗi đứng. Con này thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đó, đây. Thì nó sẽ làm con vợt muỗi như này. Có kèm cho các bác một cái đế này để các bác sạc nhá. Có kèm một cái đế này các bác sạc này. Cái này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Cắm vào đây chưa? Đó. Ban đêm thì các bác cắm vào cái củ đấy, sau đó để các bác bật lên để cho cái ánh đèn hồng ngoại này nó sẽ thu hút con muỗi nhá. Đấy, thu hút con muỗi vào. Đó, và muỗi nó sẽ vào đây, nó sẽ bị chập vào con này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên cho em là vợt muỗi đứng nhá. Giá sẽ là 150.000. 150k cho một con vợt muỗi đứng như này, 150.000. Rất tiện ích cho bác sử dụng luôn, vợt muỗi đứng 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau củ quả này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bộ máy như này nhá, một bộ máy như này, con này dùng bằng tay thôi. Máy như này và các cái bộ lưỡi đi kèm đây, lưỡi đi kèm này.
Ở nhà các bác lắp cái lưỡi vào cái lu này chưa? Lắp lưỡi vào lu này chưa? Còn đây là cái tay công thì các bác lắp cái tay công vào cái phần này. Đó, sau đó thì mình xoay này. Đấy mình xoay này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. Lên theo là máy thái rau giá sẽ là 100k. Đó thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Kiếm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước kia phải ngồi thái từng miếng rau củ mệt lắm. Giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Rau của máy làm bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa. Vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất ok các bác nhé. Hello các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều mặt hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng các nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác cái mẫu quạt phun sương 2 tầng các bác nhá. Quạt phun sương 2 tầng rất là đẹp luôn này. Con này thì tổng cái chiều cao của nó vào khoảng là 40 cm. Đó, chiều ngang của nó thì vào khoảng 15 cm, và con này có thể xoay được các bác này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cắm điện nhá, sử dụng điện và nó sẽ là cắm cổng USB. Và về nhà thì các bác cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, cho nước vào đây là các bác dùng là bật lên là xong, là nó sẽ ra phun nước ở đây và quạt sẽ quay, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ cắm test thử cho các bác xem luôn nhá. Con này nó sử dụng chân USB như này nhá. Đấy, chân USB thì về nhà các bác cắm vào cái chân của cái ổ USB nhà mình thôi, cắm vào chân ổ USB nhà mình. Đấy, bên em thì chỉ có kèm cái cáp cắm như này thôi. Về nhà các bác cắm vào chân ổ USB nhà mình, sau đó cắm vào nguồn này cho em này. Đấy, cắm vào nguồn này cho em. Đó. Và về nhà thì các bác cho nước vào cho em này. Đấy. Các bác cho nước vào đây cho em nhá. Đây, đấy, đây. Cho nước vào đây cho em này. Đấy. Cho nước vào. Ok. Đó, đây. Cho nước vào đây các bác nhá, cho nước vào đây cho em này. Đậy nắp lại này. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái công tắc nguồn này. Các bác bật cái công tắc nguồn này lên này. Đó, đây, nó quay này các bác này. Đó. Và các bác bật số là nó sẽ chạy thôi. Đây các bác nhá. Đó, quạt đang chạy đây này. Đấy, và tính năng phun sương thì nó sẽ ở đây cho các bác nhá. Đó. Nó sẽ có 3 số cho các bác luôn. Đây, phun sương thì các bác có thể là phun 1 tia hoặc là phun 3 tia. Đấy, ở đây thì các bác cứ nhấp công tắc này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Sương nó phun ra rất nhiều luôn nhá các bác nhá. Đó, đây cho các bác này. Đây. Sương phun ra rất nhiều luôn. Đây các bạn này. Đó. Con này thì hàng đa di năng luôn, vừa quay vừa phun sương được luôn nhá. Đấy, vừa quay vừa phun sương được luôn. Con này thì dùng rất là thích này. Đấy, các bác dùng ví dụ như là cái quạt này thì có thể điều chỉnh lên xuống này. Đấy, thì theo cái quạt này có thể điều chỉnh nhá. Và quay như này. Đó, đây. Các bác xem cái lượng sương nó phun ra này. Đây, sương nó phun ra này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đây các bạn này, sương nó phun ra rất là nhiều luôn. Đó. Và sương của nó thì là sương mảnh nhá. Xương mảnh, xương tơ cho nên là không bị ướt này. Đấy, đây em để tay như này mà cũng không có dấu hiệu ướt tiết thì các bác này. Đó, xương mảnh, xương tơ như này. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, đây các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300 cành. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương nhá, quạt phun xương. Giá sẽ là 300k thôi. Các bác lên cho em là quạt phun xương nhá. Đó, quạt phun xương này. Quạt phun xương. Giá sẽ là 300.000 nhá. 300k. Đó. 300k cho quạt phun xương như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác. Được đấy. Có cái điều khiển từ xa như này các bác nhá. Có điều khiển từ xa này, các bác rút cái điều khiển này từ xa cho em này, mình sử dụng này. Đấy, tắt đi này, bật lên này, đấy. Có điều khiển từ xa luôn, hàng hit hot cho các bác luôn, hit hot luôn, có điều khiển từ xa này. Đấy các bác bật lên cho em này, đấy, bật lên này. Đây. Đấy bật lên và dùng chế độ là cái này là chế độ 3 tia nước này. Đấy các bác có thể dùng 3 tia nước này, quạt này. Đấy, quạt thì nó sẽ có là quạt 1, quạt 2 nhá. Đấy, và chế độ quay này. Thì nói chung là ở đây nó có hết rồi. Các bác cứ thế là về các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đây, bật 1 quạt, bật 2 quạt này, chế độ phun xương này, chế độ phun nước này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Cái này là quạt số 1, quạt số 2, nó có 2 cái quạt riêng. Và cái này là chế độ là xoay tròn này, cái này là chế độ nước, xương này. Và cái nguồn này là màu đỏ này là tắt đi này. Tắt đi này, đấy. Còn bật lên thì các bác bật luôn cho em. Bật quạt lên là nó sẽ lên luôn. Đấy, bật quạt là quạt sẽ chạy luôn. Đấy. Bật phun sương là nó sẽ phun sương các bác nhá. Đấy. Đấy. Sẽ có 3 chế độ phun sương này và quay này. Nói chung là rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Và hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em. Đấy. Hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em nhá. Đấy, hết nước lại tiếp nước vào đây. Nói chung là các bác dùng cả ngày mới hết cho nước này thôi. Tại vì cái dòng phun sương này nó mất rất là ít nước các bác. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 300.000 thôi. 300.000 bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là quạt phun sương các bác nhá. Đấy, quạt phun sương. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đen nhá. Đây quạt đen. Con này nó sẽ màu đen như này. Các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá. Quạt đen tích điện. Đó, quạt đen tích điện. Đây. Quạt đen tích điện. Con này thì có công tắc này, bật lên này. Gió cực mát luôn. Công suất của nó sẽ là 199V này. Mắc của nó là 6000A nhá, 6000A. Hàng của thương hiệu Makita. Đấy. Rất mát luôn nhá. Các bác thấy không? Gió này. Con này gió mạnh lắm. Nó chạy bằng pin như này thì rất là tiện ích. Nó sẽ có số 1, số 2 nhá, số 1, số 2. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Con này đường kính của nó vào khoảng là 25cm. Và có cho các bác là một viên pin của Makita như này. Một viên pin của Makita và một cái cáp sạc như này nhá. Một cáp sạc như này. À, một cái cục nguồn sạc như này. Đây, cục nguồn sạc các bác cắm vào đầu này cho em. Đây, nguồn sạc thì cắm ở đây cho em. Đây nhá, cắm ở đây này. Đấy, cắm ở đây cho em để các bác sạc pin này. Rất đơn giản vậy thôi. Hàng của thương hiệu Makita của Nhật nhá. Makita của Nhật. Giá thì sẽ là 380.000. 380.000 cho một con quạt quạt pin như này. Đấy, các bác lên cho em là quạt quạt đen tích điện nhá, quạt đen tích điện này. Đấy, công tắc đây, bật lên cho em là xong. Đó. Hết pin thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đó, hết pin các bác sạc vào cho em. Một con pin như này có thể chạy liên tục cho các bác là từ 3 đến 5 tiếng nhá. Từ 3 đến 5 tiếng cho một con quạt như này. Thì con này rất tiện ích luôn. Đấy. Giá chỉ có 380.000 thôi. 380k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là con này thì nó có hai số nhá. Số 1 và số 2. Thì tùy theo các bác muốn dùng số nào thì dùng. Đấy, nó có hai số. Số 1 và số 2 nhá. Cái công tắc này ở giữa này. Số 2 thì các bác bật sang bên 2 này. Đấy. Số 1 thì các bác bật sang bên 1 này. Đấy, và công tắc thì nó nằm ở giữa. Lên mã giúp cho em đó là quạt đen tích điện. Quạt đen tích điện. Giá của nó sẽ là, lên cho em là quạt Makita đi. Quạt Makita. Giá của nó sẽ là 380.000. Đó. Quạt đen tích điện hoặc là quạt Makita cũng được. Đó. Các bác lên cho em đó là quạt đen tích điện này. Đấy. Quạt đen tích điện. Giá sẽ là quạt đen tích điện này. Giá của nó sẽ là 380k nhé. 380.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Cho cái mã quạt đen tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bàn chải này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em đó là bàn chải tay nhá. Đấy, bàn chải tay. Các bác cầm tay như này, các bác chà kỳ cọ này, đánh quần, đánh áo này. Đấy, bàn chải tay. Giá của nó sẽ là 15.000 cho một chiếc nhá. 15.000 một chiếc. Và bác nào mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000. 40.000 cho 3 cái. Còn mua lẻ là 15.000 một cái. Cái nhựa của nó, cái cao su này của nó, cái phần cước này của nó khá là dày luôn. Và đánh thì rất là êm nhá. Các bác có thể dùng để mình tắm rửa này, kỳ cọ này, đánh chân tay, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Đấy, đánh tắm rửa, kỳ cọ, đánh chân, đánh tay đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 15.000 cho một chiếc. Lên cho em là bàn chải tay nhá, bàn chải tay. Đấy. Bàn chải giặt quần áo hoặc bàn chải tay cũng được. Giá sẽ là 15.000 một cái và mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000, 40.000 ba cái. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, giặt quần, giặt áo rồi sân sướng các thứ rất là ok. Thiết kế rất là tuyệt vời luôn. Đó, cầm như này. Cầm này các bác sử dụng này, rất là gọn, nhỏ gọn, tiện ích. Dài thì khoảng là 10cm, rộng thì khoảng 5cm. Bàn chải tay nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi gạt kính nhá, 20.000 một chiếc này. Đấy. Lên mã giúp cho em là gạt kính 20.000 một cái và mua từ 3 cái thì sẽ là 50.000. 3 cái là 50.000 cho cái gạt kính như này. Đây. Cái này thì cái chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 25cm. Đấy, cái chiều bản của nó là 25cm mà chiều này khoảng 30cm. Các bác cầm như này cho em. Đấy. Mình ví dụ như là cửa này, sân sướng này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, có nước này thì các bác cầm này các bác gạt đi cho em. Đấy. Chổi gạt kính nhá. Lên cho em là gạt kính. Giá sẽ là 20.000 một cái và mua 5 cái, 3 cái thì sẽ là 50.000. 50.000 cho 3 cái nhá. 50.000 cho 3 cái gạt kính như này. Đây các bác này. Đấy, khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Các bác cái phần kính của mình dùng mình lau chùi đi cho em. Sau đó thì mình dùng cái này mình gạt đi, rất là sạch luôn. Đây. Các bác thấy không? Đó. Cái này thì các bác gạt nó rất là sạch. Đấy, sạch nó khô luôn và cái kính nó sẽ không để lại vết nhá. Đây, các bác xem này. Đó, thấy chưa? Kính ô tô này, kính cửa này, đấy, các bác thấy chưa? Rất sạch luôn. Gạt đi đâu là sạch cái đấy luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là gạt kính nhá.
giá thì chỉ có 20k một chiếc này thôi, các bác nên mua lắm. Đấy, sử dụng nó rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây, nó sẽ là cái hộp đựng đũa thìa nhé. Lên cho em hộp đựng đũa thìa, giá sẽ là hộp đựng đũa thìa, giá của nó sẽ là 160.000 hộp đũa thìa. Lên cho em là hộp đũa thìa thôi, hộp đũa thìa này. Đấy, đũa thìa giá sẽ là 160k nhé, 160.000 cho cái hộp đũa thìa như này, bằng inox 304 sáng bóng đẹp. Dưới đáy này là các bác có thể tháo ra được, mình đổ nước đi nhá, tháo ra đổ nước đi đó. Cái khay này thì chiều cao của nó vào khoảng là 20cm, chiều rộng cũng khoảng 20cm, và cái chiều bề rộng này thì nó sẽ là vào khoảng trên 10cm. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dắt kéo, một cái dắt liếc này, 5 con dao này, và cái hộp này để các bác cắm đũa cắm thìa vào đây. Đấy, rất tiện ích, đẹp và sạch sẽ để cho các bác sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hấp dẫn luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp đũa thìa nhá, giá sẽ là 160k cho một cái hộp đũa thìa như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhá. Đấy thì chào các bác đến với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, bên shop tiếp tục về các cái mã hàng rất là đặc trưng để gửi tới các bác nha. Đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái lô đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP bên shop về số lượng và giá thì giá thanh lý. Đấy, bên em ôm lô siêu thị của Nhật và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Thương hiệu Geneva này, Geneva, hàng của Nhật sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu vàng, hai là màu bạc như này, màu vàng màu bạc như này. Đồng hồ thì nó là dòng đồng hồ VIP rồi, và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương cho các bác luôn. Đấy, một con đồng hồ như này giá chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá, đồng hồ VIP giá sẽ là 150.000, có hai loại, một loại là màu vàng và một loại là màu bạc. Đây, hàng siêu đẹp cho các bác luôn, mặt sapphire chống xước nhá, mặt sapphire chống xước, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây, đấy, ở đây thì nó rất là nhiều các cái nấc đo ở bên trong này các bác này. Đó, và giá thì có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn nhá, có cả lịch ngày tháng cho các bác luôn, giá thì rất tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP, giá sẽ là đồng hồ VIP này, giá sẽ là 150.000 một chiếc, có cả màu vàng màu bạc nhá. Lên cho em là đồng hồ VIP này, đồng hồ VIP giá của nó sẽ là 150k một chiếc, có màu vàng màu bạc, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, đồng hồ VIP 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao gấp đây. Đấy, đây nó sẽ là một con dao gấp gọn như này, giá thì sẽ là, các bác lên cho em là dao gấp nhá, 20.000 cho một con thôi, 20k cho một con dao gấp như này các bác này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng có hai chức năng, một là các bác dùng để gọt hoa quả này, hai là các bác dùng để bật bia này, bật bia khui bia rất là ngon luôn. Thì các bác dùng một trong hai chức năng này đều ok và nó có thể gấp gọn được. Đấy, khi mà gấp gọn vào thì nó vào khoảng là 7-8 cm, thì các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều được hết nhá, dùng để bật bia rất là ngon luôn này. Đấy, hoặc là dùng để gọt hoa quả, thái rau thái dợ, dùng để đi phượt này, hàng nội địa của Nhật đây, Japan này, siêu sắc bén cho các bác luôn nhá. Đây Japan, lên cho em là dao gấp giá sẽ là 20.000 một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 này. Đấy, 20.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đấy, mua 5 tặng 1 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc khóa Honda nhá, móc khóa Honda. Đấy, con này thì sẽ là 25.000 một chiếc, 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này. Và bác nào cũng mua 5 bên em cũng tặng 1 luôn, 20.000 cho 25.000 cho một chiếc móc khóa Honda như này, mua 5 tặng 1 các bác nhá, móc khóa Honda. Lên trên là móc khóa Honda này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái móc khóa da nhá, móc khóa da. Đấy, móc khóa da. Con này thì bên em bán 20.000 một chiếc và cũng mua 5 tặng 1 luôn, mua 5 tặng 1 các bác nhá, cứ mua 5 là tặng 1 này. Móc khóa da này thì sẽ là 20.000, móc khóa Honda này thì sẽ là 25.000, mua 5 tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1 cho các bác luôn. Đó, thì các bác lên cho em đó là móc khóa Honda thì sẽ là 25.000 nhá, còn móc khóa da này sẽ là 20.000, đều là mua 5 tặng 1. Đấy, đây nó sẽ là cái dòng móc khóa như này. Con này thì nó, con Honda này sẽ là bằng thép nhám nhá, bằng thép nhám. Con này thì nó dùng để tặng cho những người mua xe ô tô của nó nhá. Còn đây là con móc khóa bằng da này, móc khóa bằng da. 20.000 mua 5 tặng 1, con này cũng 25.000 mua 5 tặng 1 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái còi cứu hộ này, còi cứu hộ đây. Đấy, các bác lên cho em là còi cứu hộ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái còi cứu hộ như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả la bàn, cả đo nhiệt độ luôn, đa chức năng nhá. Đấy, bên mặt này của nó sẽ là đo nhiệt độ này. Đấy, mặt này đo nhiệt độ này, mặt này của nó sẽ là la bàn này. Các bác lên cho em là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ. Đấy, thì con này các bác có thể dùng để mình đi rừng, đi phượt. Đấy, hoặc là đi du lịch thì rất là tiện này.
Đấy, các bạn thấy không? Kêu tiếng kêu của nó rất là hay luôn. Hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội kêu cực hay luôn và có que đeo như này. Lên mã giúp cho em đó là còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Giá của nó sẽ là 25.000. 25k cho một cái còi cứu hộ như này nhá. 25.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo gấp nhá, kéo gấp. Đây, giá thì chỉ có 15 cành cho một con như này thôi. 15 cành cho một cái kéo gấp như này. Và bác nào mua thì mua 5 bên em cũng tặng một. Hàng nhỏ nhưng mà có võ nhá, mỏ nhưng nhỏ nhưng có võ này, rất sắc bén các bạn. Đấy, rất sắc bén luôn các bạn theo. Đây, rất sắc bén luôn. Đấy, hàng nhỏ mà có võ cho các bác luôn, rất sắc bén nhá, rất sắc bén luôn. Giá thì bên shop đang đây, rất sắc bén các bạn này. Đấy, rất sắc bén luôn các bạn theo. Đây. Đấy, rất sắc bén luôn. Nhỏ mà có võ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là kéo gấp nhá, 15.000 cho một chiếc như này. Mua 5 tặng 1, kéo gấp 15.000 một chiếc, cũng mua 5 tặng 1 luôn. Đấy, kéo gấp 15.000 một chiếc, mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đây. Nó sẽ là kéo gấp đựng trong hộp như này, trong cái túi như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng. Mua 5 tặng 1 các bác nhá, kéo gấp này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đây. Các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là cái chuông thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chuông đồng này. Đấy, chuông đồng như này. Con này thì bên shop bán sẽ là 100.000 cho một chiếc chuông đồng như này nhá. 100k cho một chiếc chuông đồng như này. Con này thì rất là tiện luôn các bác này. Các bác dùng để mình làm cúng lễ này. Hoặc là dùng vào các cái công việc mà đúng theo nhu cầu của các bác thì mình lấy các bác nhá. 100.000 cho cái chuông đồng như này con. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da, hàng VIP cho các bác luôn mà giá thì cực hạt rẻ nhá. Đây. Đồng hồ dây da đẹp như này, các bác thấy không? Đấy, đồng hồ dây da đẹp như này. Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây, con này thì nó sẽ là mặt số La Mã, còn con này thì nó sẽ là mặt số thường nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 50k, không thể tin nổi luôn nhá. 50k cho một con đồng hồ dây da như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50 cành một chiếc nhá. Đấy, mặt của nó là mặt sapphire này. Mặt sapphire và có ánh dạ quang rất là đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ dây da, giá sẽ là 50.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ví cúc nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví cúc đây. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một con ví cúc như này. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác là một cái cúc này để các bác cài này, và đây thì nó sẽ có rất là nhiều ngăn nhá. Các cái ngăn đựng thẻ thùng này, rất nhiều ngăn đựng thẻ luôn. Các bác có thể đựng được 1 2 3 4 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 cái thẻ được luôn nhá, 8 thẻ được luôn. Đấy, và có hai ngăn to như này. Và có cúc cài như này, các cúc cài này, và nó rất là mỏng luôn, thì các bác dùng không sợ bị cấn nhá. Đấy, không sợ bị ngồi nó đè lên nó cứng nhá. Giá thì sẽ là 100.000, lên trên là ví cúc giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng số điện thoại nhá. Bảng số điện thoại trên ô tô thì các bác có thể để trên ô tô để khi mà xe mình đỗ ở đâu đấy mà cần phải có người để cần phải người ta cần liên lạc cho mình thì người ta sẽ gọi trực tiếp cho các bác. Đấy. Thì lên cho em là bảng số điện thoại nhá. Giá sẽ là 20.000. Bảng số điện thoại ô tô 20.000 cho một cái bảng số như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp vào đây cho em. Lắp vào đây. Đấy, lắp cái số vào đây và có miếng dán. Các bác chỉ cần dán lên đầu xe cho em là xong nhá. Bảng số điện thoại ô tô giá sẽ là 20k nhá. 20k một chiếc. Đó, 20k cho một cái chiếc cho một cái hộp bảng số điện thoại ô tô như này. Đó, 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn hai đầu nhá, đuôi đèn hai đầu. Thì con này nó sẽ là đuôi đèn cảm biến. Về nhà các bác chỉ cần việc là xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ của mình thôi, xoáy đuôi cũ của mình xong mình xoáy cái bóng mới vào đây thì nó sẽ là dòng cảm biến đi qua thì nó sẽ tự sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt, nó rất là tiện. Nó sẽ có điều chỉnh là ban ngày ban đêm hoặc là sáng cả ngày. Đấy, và có điều chỉnh là 220 giây, 32 giây và 16 giây. Đó. Con này thì giá sẽ là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là đuôi đèn hai đầu. Đuôi đèn hai đầu giá sẽ là 60.000. 60.000 cho cái đuôi đèn hai đầu như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chén đồng nhá, chén đồng. Đấy, đây nó sẽ là một cái chén đồng như này các bác này, chén đồng như này. Bên shop bán thì sẽ là 50k cho một cái chén đồng như này nhá. 50.000 cho một cái chén đồng như này. Các bác có thể mua để về mình uống rượu này, hoặc là uống trà này, hoặc là các bác có thể dùng đa di năng là cúng lễ này, hoặc là các bác có thể dùng để mình trưng bày rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật đây. Đấy, rất đẹp như này. 50.000 một chiếc và bán theo trục thì sẽ là 40.000 một trục nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái đế nóng nhá. Đấy, con này cắm điện lên cái là nóng luôn. Mâm của nó là mâm gang và sẽ có số như này, 1 2 3 4 5 số như này nhá. Cắm lên cái là nóng luôn, có on up cho các bác luôn nhá. Và con này thì các bác dùng rất là đa di năng luôn, mình dùng để mình cái mặt này của nó thì tầm 10 cm. Mình dùng để mình đun nóng ví dụ như là ấm nước này, hoặc là nấu này, xào này. Đấy, đồ xong rồi các bác đặt lên đây là đều làm nóng được hết nhá.
giá sẽ là 130k. Lên mã giúp cho em đó là đế nóng nhá, đế nóng giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt của thương hiệu Makita đây, quạt đây rất mát luôn, sẽ có cho các bác là hai cấp số nhá, hai cấp số như này đấy, hai cấp số siêu mát luôn các bạn, các bác nghe tiếng gió này đó. Con này thì giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác, các bác lên cho em đó là quạt tích điện Makita nhá, giá sẽ là 380.000 rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra của ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đo huyết áp nhá. Con này thì sẽ là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Con này thì các bác có thể đo huyết áp này, đo nhịp tim này. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em. Ở đây thì nó sẽ sử dụng cho các bác là cái pin con thỏ nhỏ này. Đấy, 4 quả pin con thỏ nhỏ. Các bác có tuổi rồi thì cần phải đo đạc huyết áp rồi nhịp tim, theo dõi nhịp tim các thứ thì nên sử dụng con này cho em. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc, ra ngoài hiệu sách, ra ngoài hiệu thuốc hoặc là các cái cơ sở y tế mà mua thì nó sẽ bán cho bác khoảng 350.000 đến 400.000. Rẻ nhất thì họ cũng phải bán là 300. Còn bên em bán cho bác với giá bao nhiêu? 260.000 và bao ship nhá. Lên mã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 260.000, nhận hàng kiểm tra thanh toán, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo của Hàn Quốc nhá. Các bác lên chảo của Nhật nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là chảo chuyên ngập dầu. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. 100.000, có tráng đá chống dính cho bác này. Đấy, có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thứ nhất là có tráng đá chống dính này. Đấy, tráng đá chống dính cho các bác này. Sâu nhá, sâu khoảng 10 cm và chiều rộng thì là 26 cm nhá, 26 cm. Có cái khay như này để các bác có thể để nem dán các thứ lên. Đấy, 20 cm nhá. Đường kính của nó là 20 cm. Các bác có thể dùng để chiên tôm này, chiên tôm cá rồi nem đủ các thứ đều ok hết nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho mã giúp cho em là chảo chuyên ngập dầu nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, 100k cho cái chảo chuyên ngập dầu như này. Mi ơi, xem cái bình trà này còn cái to không? Có. Bỏ đây cho. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bình trà inox nhá. Bình trà inox thì đây nó sẽ là bình trà nhỏ này. Bình trà inox nhỏ có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho một cái bình trà inox nhỏ như này. Con này thì nó sẽ là đựng được hai lạng trà, chất liệu của nó bằng inox nhá, bằng inox. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn, chất liệu inox sáng bóng đẹp. Con này thì giá của bên shop đang gửi tới các bác cái giá nó sẽ là 90.000 nhá. Các bác lên cho em là bình trà inox nhỏ nhá, bình trà inox nhỏ giá sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái này là có hai màu nhá, màu đỏ và màu vàng gold như này nhá. Đỏ đô vàng gold, màu cực đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đấy, ngoài ra thì bên shop cũng có cho các bác là cái loại 4 lạng đây. 4 lạng sẽ là 130.000 một chiếc này, 130.000 một chiếc. Nó cũng có hai màu, màu đỏ và màu vàng gold như này. Màu đỏ, màu vàng gold như này các bác nhá, rất đẹp luôn. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy, màu rất đẹp này. Inox 304 sáng bóng nhá. Các bác có thể dùng đựng chè, đựng cà phê, đựng ngũ cốc rồi đựng lạc, đựng tiêu, đựng điều, nói chung là các cái loại hạt đồ khô các bác cho vào đây cho em rất tiện ích luôn. Đấy, các loại hạt đồ khô cho vào đây nhá. Nắp có gioăng này. Đấy, rất tiện ích luôn, đựng cà phê, cà pháo thì tuyệt vời luôn. Đựng chè khô nhá. Dung tích của con này sẽ là 4 lạng nhá. Đấy, lên cho em là bình inox 4 lạng nhá. Đấy, 4 lạng, giá của nó sẽ là 130k cho con bình 4 lạng như này nhá. 130.000. Đó, 130.000 cho một con bình 4 lạng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, có hai màu, màu vàng và màu đỏ đô nhá. Màu vàng, màu đỏ đô. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bỏ cho anh cái giá đỡ điện thoại ở đây luôn. Cốc pha cà phê nhá. Các bạn lên cho em là cốc tự khuấy nhá. Ở đây thì về nhà các bác lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Bỏ cái giá đỡ điện thoại này. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy, cái giá đỡ kìa. Hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đấy là các bác sử dụng thôi. Là các bác bấm này là nó sẽ quay này, rất tiện ích luôn. Bấm này nó sẽ quay, nó rất tiện ích. Ở đây thì nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường. Đấy, bấm vào là nó sẽ quay thôi, rất tiện ích luôn. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế luôn. Giá thì sẽ là 90 cành cho một cái cốc cà phê tự khuấy như này. Rất đẹp này. Đấy, có công tắc này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là bên trong là bằng inox 304, bên ngoài bằng nhựa. Đó, bằng nhựa nguyên sinh rất sạch sẽ nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy giá sẽ là 90k cho em cốc tự khuấy như này nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống. Bên ngoài vỏ nhựa, bên trong bằng thép không đỉnh 304, có nắp đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Sản phẩm mình để trong cửa hàng nha các bạn. Đó, rất tiện ích luôn các bác nhá. Uống tự pha thì bên ngay em này nhé. Cốc khuấy tự động giúp
các việc pha chế của bạn trở nên dễ dàng hơn. Có thể khuấy sữa, cà phê, ngũ cốc hay các loại đồ uống bên ngoài vỏ nhựa, bên trong hình thép không đĩa 304, có tấm đậy, có tay cầm tiện lợi, dễ dàng vệ sinh, khả năng giữ nhiệt cách nhiệt tốt, giúp giữ ấm giữ lạnh lâu hơn. Đó, là tiện ích nhá, giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại nhá. Cái giá đỡ này bao nhiêu nhỉ? 30.000 cho một con giá đỡ điện thoại này các bác nhá. Đấy, con này thì các bác có thể để cho em là dọc ngang đều được hết này, rất tiện ích luôn các bác theo. Đây, dọc ngang đều được hết nhá. Đấy các bác theo. Đây. Đấy, em xoay đi cho các bác xem này nhá. Đấy, để dọc để ngang đều ok hết này. Các bác có thể xem YouTube, xem TikTok nhá, rất tiện ích luôn. Đấy, cái chỗ này em để nó còn đang gọi là không bằng phẳng mà vẫn ok luôn nhá. Đấy thì các bác có thể xoay đi như này, xoay dọc xoay ngang đều ok hết cho em. Đó, rất tiện ích luôn các bác theo. Đó. Giá sẽ là 30k nhá. Bên em gửi thì nó sẽ trong hộp về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong. Lắp đặt thì nó rất đơn giản thôi, có thể xoay ngang xoay dọc để các kiểu con nào đều được luôn nhá. Đó, đây. Lên cho em là giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30.000 cho em giá đỡ điện thoại như này. Đấy. Thì khi các bác nhận hàng thì nó nguyên trong hộp và về nhà các bác lắp đặt vào cho em là xong, xoay đi xoay lại. Các bác dùng nó rất là tiện để mình để trên bàn ăn cơm ăn nước mình xem này, hoặc là các bác lướt TikTok có thứ rất là ok. Giá đỡ điện thoại 30.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Đấy. Thì con này tên nó là đèn bão và nó có cả cái một cái đầu quạt như này, nên bên shop gọi nó là đèn bão quạt này. Quạt của nó chạy cực kỳ tít luôn nhá, chạy rất là tít luôn. Đó các bác theo. Quạt chạy rất là tít luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác thì giá đó là 100.000 cho cái đèn bão quạt như này. Ngoài đèn ra thì nó sẽ là có quạt nhá. Đấy, ngoài đèn ra thì nó có quạt này. Ngoài quạt ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, đeo sách này. Rất sáng luôn các bác nhá. Nó rất là sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, kéo lên là nó sáng, dập xuống là nó tắt này. Đấy, ngoài ra có tấm pin năng lượng mặt trời luôn và có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá. Một dây sạc như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải mua bán thêm cái gì nữa. Giá là 100k nhá. Lên cho em là đèn bão quạt, giá sẽ là 100k cho một con em đèn bão quạt thế này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng nhá. Các bác lên cho em là sạc dự phòng A này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một sạc như này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Đây. Hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là ba cái chân cắm này và một chân cắm sạc vào này, ngoài ra có cáp sạc luôn. Thì các bác có thể dùng đa di năng rất là tiện này. Đây, cắm sạc vào đây các bác nhá. Đấy, cắm sạc vào này. Đấy, cắm vào phát là lên luôn các bác này. Đấy. Báo sạc luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200. Cái sạc dự phòng này bao nhiêu nhỉ? 230.000 bao ship cho các bác luôn nhá. Đấy. Con này thì dung lượng pin của nó rất là khủng luôn này các bác này. Đây, dung lượng pin của nó đây. Đấy. 20.000 mAh nhá, 20.000 mAh cực khủng luôn. Đấy, các bác dùng có thể sạc 3 cái điện thoại hết pin một lúc cũng ok. Đấy, dùng để sạc liên tục sử dự phòng cho vòng từ 3 đến 5 ngày thoải mái luôn. Lên mã giúp cho em là sạc dự phòng A nhá. Giá của nó sẽ là 230.000. Sạc dự phòng A này, đấy, hoặc sạc dự phòng cũng được. Giá sẽ là 230k, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lọ dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc như này. Giá sẽ là 40.000 cho một lọ. Cái này thì các bác dùng nó chuyên trị cho các bác thứ nhất là đau mỏi khớp gối này, khớp gà vai và đốt sống lưng nhá. Đấy, hàng này dùng cực kỳ là nhạy luôn. Hàng có thương hiệu của Hàn Quốc rồi, các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm. Đó đây. Thì nó sẽ là một cái lọ dầu nóng Hàn Quốc này, 100ml. Đấy đây, toàn bộ chữ Hàn hết nhá, hàng nội địa của Hàn Quốc. Các bác dùng là chuyên trị cho các bác là đau mỏi vai này, sống lưng, sống cổ các bác nhá. Đấy. Rồi các cái khớp gối, bác nào có tí tuổi mà đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện ích. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo dán tôn. Đấy, các bác lên cho em là keo 10 nhá. Một quận này thì chiều dài của nó thì bản của nó là 10cm và chiều dài khoảng là 5m nhá, khoảng 5m. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá. Keo 10, bản của nó là 10cm mà, bản này của nó sẽ là 10cm. Và giá thì sẽ là 40k cho một quận keo dán tôn như này nhá. 40.000 cho một quận keo dán tôn như này. Thì các bác dùng nó cũng khá là tiện ích luôn. Và các bác ứng dụng rất là nhiều, dán vào các cái phần ví dụ như là mái tôn rồi tường bị thấm rột các thứ các bác dán được hết nhá. Đặt ngay về thử cho mọi người xem nhá. Như nói là em này có khả năng chống thấm rất là tốt. Đấy, chống thấm rất tốt luôn các bác nhá. Các bác cứ dán trực tiếp lên cho em này. Sau đó thì mình vệ sinh thì mình dán trực tiếp lên đây các bạn. Đấy, cái lớp keo cao su non của nó này, nó bám trực tiếp trên bề mặt này luôn. Thì khi mình dùng nó rất là an toàn nhá. Đó, các cái phần thấm rột là các bác dán lên cho em là ok hết nhá.
bên cho em là keo dán tôn, giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa cây nhá. Bật lửa cây giá sẽ là 40.000, các bác mở cái lấy khóa này ra này. Đấy là bật này là lửa sẽ lên này. Đó, các bác thấy không? Đây, bật này lửa lên này. Đấy và đây là cái chỉnh to nhỏ đây nhá. Đấy, chỉnh to nhỏ đây. To nhỏ đây và cái này là cái lẫy khóa này, không dùng thì các bác khóa vào cho em. Đấy, không dùng thì các bác khóa vào. Còn bình thường mở thì các bác bật này cho em để mình bật nhá. Đấy, khóa cái này lại cho nó an toàn nhá. Đấy, cái này cái lẫy khóa này. Đây, bật này này. Đó, rất ngon luôn. Bật lửa cây, giá sẽ là 40k cho một con bật lửa cây như này nhá. 40k trên một em. Các bác có thể dùng để mình nhà mình làm lẩu làm nước này. Đấy, đồ ăn thì dùng cái này cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 40k nhá, 40k. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lót giày thì bên shop lại về số lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, lót giày quế. Hàng dùng thì các bác dùng nó sẽ gọi là chống hôi chân rồi chống da mồ hôi chân rồi, nói chung là các bác dùng là rất là an toàn luôn. Đây, lót giày quế thơm này. Đấy, chất lượng số 1 Việt Nam luôn. Con này dùng cực kỳ an toàn. Các bác dùng để mình lót giày để chống hôi chân rồi da mồ hôi chân rồi là chống bị nấm mốc các thứ nhá. Giá thì sẽ là 10k trên một đôi lót giày như này. Lên theo là lót giày quế 10k các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ đôi nạo Đức này, bộ đôi nạo Đức. Một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là hai chiếc này, một chiếc nạo ngang và một chiếc nạo dọc như này. Đấy. Cái này thì em gọi là nạo dọc này. Đấy, nạo dọc và cái này thì gọi là nạo ngang nhá. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức này. Đấy. Thì một đôi nạo Đức như này giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 70.000 nhá. 70.000 cho một đôi nạo như này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Đấy, giá thì chỉ có 70k thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Cực kỳ hạt rẻ nhá. Hai chiếc nạo như này mà giá chỉ có 70.000 thôi. Lên mã cho em là bộ đôi nạo Đức này. Đấy, bộ đôi nạo này. Bộ đôi nạo Đức nhá. Bộ đôi nạo Đức. Giá sẽ là 70k nhá. 70k trên bộ đôi nạo Đức như này. Tiếp theo thì cái chảo than chảo tổ ong này, chảo lưới tổ ong bên shop lại về nhá. Đó. Hàng này thì nó sẽ là chảo tổ ong chống dính cực kỳ tốt luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhé. Đấy. Các bác có thể đun bếp từ bếp ga đều ok hết nhá. Bếp từ bếp ga đều ok hết này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới chống dính như này. Đường kính của nó vào khoảng là 27-28cm nhá. Có quai cầm như này. Chốt đinh cực kỳ là ngon và chống nóng rất là tốt nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, chảo thì nó sẽ là hàng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Dày dẫn chắc chắn và có tráng chống dính này, rồi là có dập lưới chống dính như này. Các bác lên mã giúp cho em đó là chảo tổ ong nhá. Chảo tổ ong. Con này thì đường kính khoảng 27-28cm. Chảo tổ ong giá sẽ là 140.000 thì cái chảo tổ ong như này nhá. 140k trong con chảo tổ ong như này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Cái mã giúp cho em là chảo tổ ong này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một con sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhá. Đấy, nó sẽ là bao gồm là một thân máy như này, Osaka Japan này. Con này sử dụng điện 220V, công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Điện 220V này, công suất của nó sẽ là 350W nhá. Các bác có thể dùng để xay cua, xay tôm, xay cá, xay thịt, xay sinh tố đều ok hết nhá. Nó sẽ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kép như này con này. Đây. Một bộ lưỡi kép như này bao gồm là 4 lưỡi như này nhá. 4 lưỡi sắc bén cho các bác luôn. Đó, đây. 4 lưỡi sắc bén như này các bác này. Dùng thì rất là thích luôn các nhá. Đó. Và các bác chỉ cần đặt vào máy như này là mình sử dụng thôi. Đây. Đặt vào máy này, sau đó thì mình nhấp như này là máy sẽ chạy nhá. Sử dụng điện 220V, có dùng cực kỳ là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka. Giá của nó sẽ là 145.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là máy xay Osaka này, 145k nhá. 145k cho một con máy xay Osaka như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cái bộ móng tay và đựng trong một cái ví như này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, 1, 2, 3 này. Đấy, một cái bấm to, một cái bấm nhỏ và một cái bấm khóe. Đây, nó lệch như này. Bộ nhíp này, kéo tỉa lông mũi này, đầy đủ bộ phận như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 thôi, 60.000. Lên mã giúp cho em là bộ ví hồng nhá. Giá sẽ là 60.000. Đấy, 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác lên cho em là ví hồng này. Đó, ví hồng. Giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vỉ bàn chải, cái này bao nhiêu đấy?
25.000 cho một ví bán trái hàng của Nhật như này nhá. Đấy. Hàng này thì tiêu chuẩn là chống viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng. Bác nào hay bị cái chứng viêm nếu viêm lợi đau lợi chảy máu chân răng thì dùng cái này cho em. Đấy. Làm sạch hoàn toàn và dùng thì rất là tốt luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, chống viêm nếu viêm lợi chảy máu chân răng. Lên cho em là ví bán trái nhá. Đấy. Ví bán trái giá cực hạt rẻ luôn, 25k cho một ví như này nhá. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 chiếc. 6 chiếc bàn chải hàng nội địa của Nhật như này mà giá chỉ có 25k thôi. 6 cái này, đầy đủ màu sắc cho các bác luôn nhá. Đấy, chất liệu là lông tơ cực kỳ là mềm mảnh luôn, chống viêm nướu viêm lợi chảy máu chân răng. Vì bàn chải giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái con máy này. Các bác lên mã giúp cho em, đó sẽ là máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột. Con này thì công năng của nó thì giúp là đuổi chuột, đuổi côn trùng, đuổi kiến gián nhá. Đấy, chuyên để đuổi chuột, côn trùng, kiến gián này. Đấy. Chuyên để đuổi chuột, đuổi côn trùng, kiến gián. Và giá của nó sẽ là 35.000 cho một con máy đuổi chuột, côn trùng, kiến gián như này. Lên xem là máy đuổi chuột này, máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k. Để em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Máy đuổi chuột 35.000 nhá. Bác xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến gián muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên đây em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Đấy, giá chỉ có 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cân tiểu ly nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 5k cho con cân 5 như này. Các bác lên mã giúp cho em là cân 5. Con này thì nó sẽ cân cho các bác được là 5kg nhá. Đấy, cân cho các bác được là 5kg. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 50.000 cho một con cân 5 như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp cho em là hai quả pin con thỏ nhỏ và là các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện ích nhá. Lên mã giúp cho em là cân 5. Đây các bác này. Đấy. Hàng này về thì nó sẽ có lô có pin và lô không có pin nhá. Lô này thì lại có pin. Về nhà thì các bác lắp pin vào cho em này. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy. Lắp hai quả pin con thỏ nhỏ này vào là mình dùng này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Đấy, bật nguồn lên các bác này. Đấy, bật nguồn lên sau đó thì mình cân thôi. Đây nhá. Đấy, ví dụ em cân cái điện thoại của em này. Con điện thoại của em đang là 220g này. Các bác nhấn nút nguồn này. Đấy, nhấn nút nguồn này nó sẽ về không và các bác cân cái bộ ví hồng này. Đấy, cân bộ ví hồng là 184-85g này. Đấy, nó rất là tiện nhá. Đó, thì các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì các bác nhấn chức năng trừ bì cho em. Ngoài ra thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Giá thì sẽ là 50k nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Giá sẽ là 50.000. Đó, cân 5 này. Cân 5, giá sẽ là 50k cho mấy em cân 5 như này nhá. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ khoan mini như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, đấy, một thân máy và tất cả các cái đầu vít này. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là 30 đầu vít như này nhá. 30 đầu vít với các cái chi tiết khác nhau này. To nhỏ lớn bé, lục giác, ba khe, mẹ con đầy đủ cho các bác này. Đấy. Có những cái đầu vít nhỏ này để các bác đưa vào các cái ốc vít khó này. Đó. Sau đó thì sẽ có cho các bác là một thân máy như này nhá, một thân máy như này các bác này. Đấy, đây. Máy thì chạy rất là khỏe và con này thì nó sẽ có thể đảo chiều được luôn các bác này. Có thể đảo chiều được các bác này. Rất tiện luôn nhá. Máy thì chạy rất là khỏe luôn. Có cho các bác các cái đầu vít như này thì các bác tháo lắp vít này. Rất là tiện ích nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Đây mã kia là máy vít nhá. Đấy, có cả đầu lục giác luôn nhá. Có cả đầu lục giác này. Lục giác của nó thì sẽ là từ 4 đến 12 nhá, từ 4 đến 12. Đó, từ 5 đến 12 cho các bác. Đấy. Đầu lục giác và đầu vít các cái chi tiết đầy đủ như này mà giá thì cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Rồi ok. Hello cho các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng theo mà lên video trân trọng gửi tới các bác. Mã sản phẩm đầu tiên đó là cái túi vuông các bác này. Túi vuông thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu nâu và màu xanh như này các bác nhá. Đấy, màu nâu và màu xanh. Túi thì chiều cao khoảng 25, chiều rộng 20 và cái chiều ngang này của nó banh ra hết thì nó vào khoảng là 10 cm. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái dây đeo bên trong như này. Chất liệu này của em thì nó là 100% là da bò tự nhiên các bác nhá. Da bò tự nhiên này.
Đấy, các bác có thể về là các bác có thể dùng để test này. Đấy, đây, cái này nó rất là sắc nhá. Đây, em cào này các bác này, không hề có một vết nào luôn. Đấy, các bác thấy không? Đây, em cào không hề có vết gì nhá. Đấy, hoặc các bác có thể dùng để mình gọi là, đây, em cào con này. Đấy, đây, cái này mà cào là chảy máu tay luôn đấy. Mà đây không có vết gì luôn nhá. Hoặc các bác có thể dùng lấy máy lửa các bác đốt thoải mái luôn cho em. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi vuông có hai màu, màu xanh và màu nâu. Giá sẽ là 180.000 cái túi vuông nhá. Lên cho em là túi vuông này. Túi vuông, giá sẽ là 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp em đó là cái sạc nhanh của iPhone nhá. Đây. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc và một dây như này. Một dây một củ sạc, giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60k cho một cái bộ bao gồm là một dây và một củ sạc như này nhá. Đấy, hàng của iPhone nhá. iPhone. Đấy, dòng của iPhone iPhone 14 Pro Max các bác nhá. iPhone 14 Pro Max. Giá của nó sẽ là 60k. Lên mã giúp cho em đó là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone này. Dây sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k thì cái dây sạc nhanh iPhone như này. Một củ một dây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 chiếc và giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn, chỉ có 25.000 cho một hộp này thôi. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là găng tay bằng lụa nhá. Đấy, găng tay bằng lụa. Thì nó dùng nó rất là dai, mềm mịn và nó bám tay. Thì các bác dùng nó rất là thích đây. Đấy. Một hộp là 25 chiếc găng tay bằng giấy bóng lụa như này nhá. Giấy bóng lụa thì rất là mềm dai luôn. Tay người lớn, tay trẻ em, rồi tay to, tay nhỏ đều dùng được hết. Nó có cái độ co giãn nhất định nhá. Có cái độ co giãn nhất định nên các bác dùng nó rất là sướng này. Đây các bác này. Đấy, rất là dai luôn, rất dai luôn. Và có cái độ co giãn nhất định nhá. Dùng nó rất là sướng luôn. Các bác có thể dùng đựng thực phẩm, dùng để mình bóp nem bóp nộm làm thực phẩm, làm thức ăn hoặc là dọn dẹp vệ sinh đều được hết nhá. Rất dài luôn các bạn này. Rất dài luôn, nó là giấy bóng lụa thì nó rất là dài nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã theo là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn này. Giá sẽ là 25k trên một hộp này bao gồm là từ 80 đến 100 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gắp nóng các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái gắp như này các bác này. Đấy, để các bác gắp thực phẩm, gắp thức ăn này. Đây ví dụ như đây là con cá này. Các bác có thể lật con cá này hoặc là nem rán hoặc là nói chung là tất cả cái đồ chiên đồ nóng này. Các bác lật qua lật lại đi em. Đấy. Lên cho em là gắp nóng nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 trong con gắp nóng như này. Nhà nào chế biến đồ ăn thực phẩm thì cũng vẫn phải dùng con này, nó rất là tiện luôn, bằng inox sạch đẹp nhá. Lên cho em là gắp nóng này, đó. Gắp nóng, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 cái gắp nóng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 6 viên. Đấy, 6 viên. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu. Cái này thì các bác về các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh nhá, để mình sử dụng, để mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt rồi sử dụng đa di năng được luôn. Thì các bác dùng con này nó rất là tiện. Về mình bỏ vào ngăn đông tủ lạnh cho em là mình dùng thôi, rất là tiện nhá. Đấy, và đây nó sẽ kèm cho các bác một cái gắp như này các bác này. Kèm một cái gắp như này. Đấy, về nhà các bác rửa sạch vệ sinh đi, sau đó thì các bác bỏ trực tiếp vào ngăn đông tủ lạnh cho em. Đấy, bỏ vào khay đá cũng được, bỏ vào ngăn đá. Thì khi mà các bác dùng thì mình lấy ra mình cho vào cốc bia, cốc đá thì mình uống nó sẽ còn nguyên cái độ ngọt của nó các bác nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70k cho một hộp đá vĩnh cửu như này. 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật mũi đứng các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một con vật mũi như này. Đấy, vật mũi đứng thì các bác đặt vào đây cho em. Đấy, khi nào các bác dùng chức năng là bắt mũi tự động thì các bác sẽ cắm cái nguồn này vào nhé. Và bật lên cho em như này là con mũi nó sẽ bay và nó sẽ chập này. Đấy các bác nhá. Còn bình thường thì các bác sử dụng bình thường thì các bác dùng chức năng bắt mũi tự động hoặc vật mũi này. Đây các bác này. Đấy. Chập rất là mạnh luôn các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ có 3 nấc này, tắt đi này và nấc số 1 này. Đấy, và nấc số 2 nhá. Đấy, bắt mũi thì các bác dùng bình thường này cho em. Đấy, chập rất là mạnh luôn. Lên mã giúp cho em là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con vật mũi đứng như này. Hàng thì nó sẽ là đây. Đấy, có các cái thông số đây này. Lên tới 300V luôn nhá. 300V này. Đấy. Đây, chân sạc chân giếc của nó này. Các bác đặt vào cái đế này là xong. Đặt vào cái đế này nó sẽ tự sạc cho các bác luôn. Lên cho em là vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng, giá của nó sẽ là 150k. Đó, 150k cho cái vật mũi đứng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Một hộp này thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi nhá. 30 lưỡi và kèm cho các bác là một lọ kem và một cái bàn cạo như này. Đấy, một lọ kem, một bàn cạo và 30 lưỡi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60k, bao gồm cho các bác là 30 lưỡi này, một hộp kem và một bàn chải này.
Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này nhá. Đấy, dòng lưỡi kép như này thì dùng rất là tiện ích luôn. Lưỡi kép sáng bóng các bạn dùng rất tiện ích, và một bộ này các bác có thể dùng quanh năm ngày tháng cho em nhá. Đấy, dùng quanh năm ngày tháng cho em. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ lưỡi kem như này mà giá chỉ có cho các bác là đi 60k thôi, 60k nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem này, giá sẽ là 60.000. Bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k cho một cái bộ lưỡi kem như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc đấy. Về thì nó sẽ có cho các bác là mấy màu như này nhá. Đấy, mấy màu như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi nhá. Đó, giá thì chỉ có 40k cho một con khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Kích thước của nó sẽ là 70 1m4, chiều ngang là 70 và chiều dài là 1m4 nhá. Rất to luôn các bác này. Đấy, ngang 70 dài 1m4. Các bác có thể choàng lên cả người luôn. Thì các bác dùng để mình tắm xong mình lau khô nhá. Đấy, hoặc là mình dùng rất là tiện ích luôn, mang đi tắm biển tắm biếc cũng rất là tiện ích này. Một mặt là bông thô, mặt bông mịn, chất liệu 100% bông tự nhiên, thấm hút nước tốt nhá, dùng rất là thích luôn. Đấy, màu thì sạch đẹp nhã nhặn các bác nhá. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 cho một chiếc khăn này thôi các bác này. Đấy, 40.000 cho một chiếc khăn như này các bác nhá. Đấy. 40.000 cho một chiếc khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Lên mã cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. 140 cm nhá. Giá thì sẽ là 40k. 40k cho cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Khăn mặt thì cái này nó sẽ là theo bán theo chiếc, 20.000 sẽ là 3 cái nhá. 20.000 là 3 cái. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50, 20.000 cho 3 cái. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình rửa mặt này. Đấy, hoặc nhà có khách có khứa này, hoặc là ngoài rửa mặt thì các bác có thể dùng để lau bàn ghế, lau bát, lau đũa rồi mình để mình dùng dần. Rất là tiện, dùng vào việc gì cũng được. Nhà có cỗ có bàn mình sử dụng để mình lau tay, lau chân đều ok hết nhá. Hoặc nhà có khách có khứa thì phát cho mỗi người một chiếc, dùng nó tiện ích. Sạch sẽ các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 60k trên 10 cái thôi. Đấy, 60k nhá, 60k trên 10 cái này. Trên 10 cái, còn mua lẻ thì sẽ là 20k nhá, 20k trên 3 cái nhá. 20.000 3 cái và 60.000 trên 10 cái các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá, khăn rửa mặt. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là khay chữ nhật to này. Đấy, khay chữ nhật to. Cái khay chữ nhật to này bao nhiêu đấy? Khay chữ nhật to nhé. Con này sẽ là 40.000 cho một khay chữ nhật to như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một khay, một cái khay và một cái nắp như này nhé. Một khay và một cái nắp như này. Thì nó rất là tiện ích các bác này. Hàng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy, inox 304 này. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này, đồ ăn sống, đồ ăn chín này, chế biến thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Ưu điểm của con này nó sẽ có cái nắp đậy như này thì các bác đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok, không sợ bị bẩn, bị bụi hoặc là nói chung là côn trùng xâm nhập. Đấy, và hàng thì đẹp sáng bóng cho các bác luôn. Đấy, bên ngoài này nó đều còn đang bọc giấy bóng chống xước hết các bạn. Đấy, chống xước hết. Inox 304 đẹp sáng bóng nhá. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là 1 lít nhá, vào khoảng 1 lít. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đấy, 1 lít đến hơn 1 lít một chút. Đấy này các bạn này. Đấy, chiều rộng của nó thì vào khoảng là 20 cm, chiều dài thì khoảng 25 cm và độ cao thì vào khoảng là 7 cm. Đó, rất tiện ích luôn. Lên cho em đó là khay chữ nhật to nhá. Đấy. Khay chữ nhật to. Minh ơi. Lấy anh cái khay bé. Khay chữ nhật to giá sẽ là 40k trên một khay chữ nhật to như này nhá. 40.000. Lấy cho anh cái khay bé nào. Đấy. Hết nó rồi. Rồi ok các bác nhá. Đó, thì khay chữ nhật to giá sẽ là 40k trên một khay chữ nhật to như này nhá. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic dây nhá. Mic dây hàng của Nhật và của Mỹ. Đó, thì con này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bao gồm cho các bác là cả mic, cả dây như này. Đấy, hàng của thương hiệu Tomahawa made in Japan các bác này. Đấy. Tomahawa made in Japan cho các bác luôn. Đấy, mic cực kỳ là ngon luôn. Mic thì cầm thì chắc nhá. Tiếng mic thì cực kỳ là hay, nghe trầm trầm và đầm ấm nhá. Nghe rất là hay luôn. Đấy các bác thấy không? Đây, Tomahawa. Đấy, made in Japan. Mic của nó thì nó sẽ dài, dây dài khoảng từ 4-5 mét nhá. Dây dài từ 4-5 mét, dây cũng là hàng nội địa Nhật cho bác luôn. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 250.000 nhá. 230.000 cho cái mic dây như này. Đấy, 230.000 cho cái mic dây Nhật như này các bác này. Đó. Các bác lên cho em đó là mic dây Nhật nhá. Đấy, mic dây
Mic dây Nhật giá của nó sẽ là 230k, 230.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 230.000 bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mic của Mỹ nhá, mic của Mỹ đây. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của thương hiệu JBL này. Đấy, hàng thương hiệu JBL, mic Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân mic như này. Đấy, cũng có dây dài khoảng từ 4-5 mét nhá. Đấy, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Mỹ này. Đấy, đầu kết nối điện bằng đồng hết này các bác này. Đấy, kết nối bằng đồng hết nhá. Đây, các bác cũng lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, JBL nhá, made in USA nhá, made in USA. Đấy, đây là cái đầu mic của nó này. Đầu mic của nó rất chắc luôn, tiếng mic nằm trầm ấm này, made in USA nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con mic Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 280.000 và cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 280.000 cho một con mic Mỹ như này, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. Đấy, nhận hàng các bác có thể cắm vào hát thử và ok thì các bác thanh toán tiền rồi nhá. Ok các bác thanh toán tiền cho em. Đấy, cả mic cả dây như này. Đấy, cả mic cả dây nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 280.000 nhá. 280.000. Đấy, nguyên cái khâu đóng hộp của nó cũng rất là chất lượng nhá. Đấy, nguyên khâu đóng hộp của nó rất chất lượng. Các bác lên cho em đó là mic Mỹ nhá. Đấy, mic dây Mỹ này. Đấy, mic dây Mỹ. Giá của nó sẽ là 280k và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Đó thì bên shop sẽ có hai mẫu mic, đó là mic Nhật và mic Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá. Các bác lên cho em là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích của 1 lít và có lưới lọc như này. Có lưới lọc như này thì khi các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại nước mình cần lọc vào đây thì nó rất là tiện, không bị chảy ra ngoài nhá, không bị rót ra ngoài. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Inox 316 nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại hạt tiết các thứ thì đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con mic như này. Giá của nó sẽ là 110.000 thôi. 110.000 nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Dung tích 1 lít, màu đen rất là đẹp luôn. Bên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Đó, ấm pha trà. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần bỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là viên xin lỗi các bác, đó là cái viên tẩy lồng giặt nhá. Đấy. Thì cái này thì nó rất là tiện đây. Ví dụ như là một năm thì các bác nên vệ sinh cái lồng giặt cho em là từ 10 đến 12 lần. Thấp nhất là 10 lần thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 12 viên. Đấy, 12 viên mỗi tháng dùng một lần cho em. Mỗi tháng dùng một lần cho em thì các bác chỉ cần bỏ cái viên này vào thôi. Sau đó thì các bác bật cái chế độ tẩy lồng giặt lên. Đấy, và cái giá thì bên shop đang cái tẩy lồng giặt này bao nhiêu đấy? Qua lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Đấy, tẩy lồng giặt. Giá của nó sẽ là 25k. Nhà nào cũng có máy giặt rồi, các bác nên dùng thường xuyên cho em để vệ sinh cái máy giặt đi cho nó khỏi vi khuẩn này, khỏi bụi bẩn, rồi nói chung là đa di năng luôn. 25k cho một cái hộp tẩy lồng giặt như này. Cái này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đây nó sẽ là một con đèn ngủ này, vừa là đèn ngủ vừa là có tính năng đuổi muỗi cho các bác luôn. Đó thì các bác chỉ cần cắm vào điện như này thì thứ nhất của nó sẽ là làm đèn ngủ và thứ hai là có tính năng để giúp đuổi muỗi. Đấy, xua đuổi muỗi rất là tốt cho các bác luôn. Đèn ngủ đuổi muỗi. Qua lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá của nó sẽ là đèn ngủ đuổi muỗi này. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái đèn ngủ đuổi muỗi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear nhá. Giá sẽ là 80.000 cho một lọ như này. Lọ này thì dung tích của nó sẽ là vào gần 450ml các bác nhá. Đấy. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Có hai màu, màu trắng và màu xanh. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy. Màu xanh này thì bạc hà nó sẽ mạnh hơn, còn màu trắng này thì cũng có bạc hà. Nam nữ đều dùng được cả. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Unilever này, Unilever, và hàng nội địa của Thái Lan nhá. Đây, Bangkok Thái Lan qua này. Đấy, Bangkok Thái Lan. Giá thì sẽ là 80k nhá. 80k cho một lọ dầu gội đầu Thái Lan như này. Đó, dung tích của nó thì sẽ là 450ml các bạn này, 450ml nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái đầu vòi sen như này. Một cái đầu vòi sen như này các bác này. Đấy, một đầu vòi sen như này. Có đóng ngắt trên tay như này nhá, có đóng ngắt trên tay và có cái đầu cao su này thì các bác dùng tắm rửa thì mình kỳ cọ massage nó rất là tiện ích luôn. Đấy, đây. Và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước ở đây nhá. Đấy, và có kèm với các bác là dây nối dây nước đàng hoàng như này. Dây nối dây nước, dây cáp dẫn nguồn đàng hoàng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
Các bác lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Đấy, sen cao su. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ vòi sen cao su như này. Cái này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chắn gió bếp ga như này. Các bác chỉ cần đặt lên cái phần bếp ga nhà mình thôi thì khi mà các bác đun nấu rồi mình sử dụng thì nó sẽ không bị cái gió nó tạt mất gió đi, nó gây cho các bác là hao ga nhá. Thì con này dùng rất là tiện. Lên trên là chắn gió bếp ga, giá là 25k. Các bác chỉ cần đặt vào cái bếp ga nhà mình thôi, đặt vào cái phần bếp ga nhà mình, khi mình đun nấu thì có gió giếc là nó sẽ không bị tạt và các bác dùng nó đỡ hao ga hơn rất là nhiều luôn. Và nó giữ cái nhiệt ở trong cái đáy bếp thì khi các bác đun nó rất là tiện ích nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọ thuốc nhỏ mắt nhá. Đây, lọ thuốc nhỏ mắt này. Hàng này thì sẽ là 60.000 nhá, 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Đấy, thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng này thì cực kỳ tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, bổ sung cho bác vitamin E, B6, N, A và vitamin K này. Đấy, 100% hàng nội địa của Nhật, yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Để mai giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt, giá sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bình bình 20 nhá. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, các bác lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó là 2 lít và 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ giá chỉ có 80k thôi. Chất liệu của nó thì bằng inox 304. Đấy, có nắp đậy nhựa đàng hoàng như này. Các bác có thể dùng để mình đựng các cái loại nước uống, đồ uống rất là tiện ích nhá. Đấy, nắp đậy có gioăng cao su mềm như này, rất là tiện ích, an toàn vệ sinh. Đấy, không lo bị vi khuẩn xâm nhập này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng inox 304 nhá, dày dẫn sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì không có chức năng giữ nhiệt thôi, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Thì các bác có thể dùng để mình đựng nước này, pha trà, pha cà phê rồi pha các cái pha đựng nước uống, nước lọc rồi nước chè, nước chiếc các bác bỏ vào đây chưa. Đấy, mình đựng nước uống nó rất là tiện. Bình 20 giá thì dung tích là 2 lít cả vỏ và giá thì chỉ có 80k thôi. 80k cho một con bình 20 như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là một cái ghế hơi này, đây một cái ghế hơi, nó sẽ là bao gồm là một cái nhỏ, một cái to như này. Về nhà thì các bác ra cửa hàng mình họ bơm hơi cho các bác là mình sử dụng thôi. 350.000. Lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá, ghế hơi. Giá sẽ là 350k. Thì về nhà các bác mang ra cái cửa hàng sửa chữa xe máy hoặc nhà các bác nào có máy bơm hơi thì các bác bơm vào cho em. Đó, các bác bơm vào cho em rất là tiện luôn. Đây, nó sẽ to như này. Con này thì cái chiều cao của nó là 1m16 này. Đấy, chiều rộng của nó là 98 này. Đấy, đây hai chiều đây. Đây đây nó có cái thông số đây các bạn này. Đấy, thông số đây. Đấy, để cho các bác sử dụng nhá. Nó rất là tiện luôn đây. Thông số này, cao 1m16 này, chiều về sau là 83 này và chiều rộng này là 98 này. Đó, còn con này thì 3162. Đó, hai con nhá. Đấy, đầy đủ các cái thông số đây. Như này để các bác sử dụng luôn. Nên mã giúp cho em là ghế hơi, giá của nó sẽ là 350.000 cho ghế hơi như này nhá. Bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân này. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, một đầu máy và hai viên đá mài nha. Các bác có thể dùng để mài các cái phần da khô nứt nẻ ở tay này, chân này, rồi các cái phần như là gót tay gót chân này. Đấy, các cái phần nào các bác hay bị khô này, bị nứt nẻ này, mùa này nồm hanh khô này, các bác dùng cái máy này xem. Đấy, các cái phần mà da nó thừa, da nó chết ấy, các bác mài đi xem. Đó, thì nó vừa vệ sinh này, vừa sạch sẽ này. Đấy, nó tái tạo da và bên shop có bán kèm cả cái cao ngựa luôn. Đấy, thì một cái máy mài gót chân như này thì giá của nó sẽ là 100 các bác nhá. 100, còn cao ngựa là 30.000. Lên trên là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100k cho con máy mài gót chân như này đây. Đấy, các bác dùng để mài gót chân này rồi tay chân đều được hết nhá. 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Đây nó sẽ là một cái súng như này các bác này. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó là bằng bằng đồng nhá, quận bằng đồng, và hàng này của nó thì nó sẽ là chạy bằng pin sạc nhá, pin sạc rất là tiện. Các bác có thể dùng để massage này, các bắp tay bắp chân này. Đấy, dùng để massage này rất là tiện các bác. Đấy. Máy chạy rất là mạnh luôn và có tới 6 cấp độ nhá. Các bác có thể sử dụng tới 6 cấp độ luôn. Đó. Rất là mạnh luôn. Đó. Rất tiện ích luôn nhá. Đó, dùng rất là mạnh luôn. Con này thì giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cái súng massage như này thôi. Và nó sẽ có cho các bác là 4 đầu như này nhá. Đấy, 4 đầu như này để các bác thích sử dụng cái đầu nào thì mình sử dụng. Đấy, đầu nhọn, đầu tròn, đầu đấm đầy đủ cho các bác luôn. 170.000 cho một con súng thư giãn như này. Đấy, nó sẽ là một cái hình khẩu súng nhá. Hình khẩu súng các bác có thể tự cầm tay hoặc là mượn người khác.
ông bà vợ chồng mình đấm thay cho nhau cũng rất là ngon luôn. Đây nó sẽ là mình hình khẩu súng như này các bạn này, hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá, 170k cho cái súng thư giãn như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Con này thì sẽ là 100.000. Đấy. Hàng thì sẽ kèm sẵn pin cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc là lắp pin vào cho em là xong. Đấy, riêng cái dòng này thì nó đã có sẵn cho các bác một đôi pin rồi. Và bác cứ đặt đây là mình sử dụng thôi. Đấy. Rất là ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, mặt của nó là mặt kính cường lực, cân được tối đa lên tới 180 kg. Đây em sẽ cân cho các bác xem này. Đấy, cân nặng của em thì hiện tại bây giờ đang là 67 các bác này, 67 cân này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái cân sức khỏe như này các bác nhá. Lên mã cho em là cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k tròn, 100.000 cho cái cân sức khỏe như này. Con này thì nó rất là tiện ích, các bác có thể vừa dùng để làm cân sức khỏe này, vừa cập nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Ở đây nó có nhật cho các bác cả nhiệt độ luôn. Đấy, nhiệt độ là 17 độ C. Đấy, thì một con cân như này giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe giá sẽ là 100.000. Cân sức khỏe này giá sẽ là 100k nhá, 100.000 cái cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Đấy, lô này bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là màu đỏ, màu xanh đen và màu đỏ đen nha. Màu đỏ, màu đen và màu inox nhá. Đấy, có màu đỏ, màu đen và màu inox, ba màu như này. Dung tích là 1,5 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá. Con này thì dung tích 1,5 lít luôn. Hàng của nó theo mặc định của nhà sản xuất thì là giữ lạnh là 36 tiếng này, giữ nóng là 24 giờ nhá. Đấy, có lưới lọc như này. Ưu điểm là hàng bình to 1,5 lít nhá, inox 304 các bác này, su 304, bình to 1,5 lít, tha hồ thoải mái cho sử dụng luôn. Dung tích 1,5 lít luôn. Đấy. Các bác đừng con này để mình đi học, đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Có nắp nhá, có nắp. Hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Nhật nhá. Đấy. Hàng quân đội Mỹ. Hàng quân đội Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là các bác lên trên là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 180k. Đấy. Đây mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ này. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá sẽ là 170k nhá. 170 180. 170. 170.000 nhá. 170.000 cái bình nhiệt quân đội Mỹ này. Giá rất hợp lý các bác nhá. Trước là bên em bán 108 giờ chỉ về cho các bác 170.000 thôi. 170k. Giá rất hợp lý, qua đeo qua sách đàng hoàng. Hàng chất lượng, giá tốt cho bác luôn. Cái này bên shop bán rất là nhiều rồi. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên em lại cập nhật các mã hàng đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì vít cân ký bên shop lại về nhá. Rồi thước rút tự hãm này. Đấy, thước rút tự hãm hàng nội địa của Nhật lại về số lượng cho anh em và các bác luôn. Rồi kìm đa năng, đá cắt các thứ lại về đầy shop để phục vụ anh em nhé. Anh em xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên vẫn là vít cân ký bác nhá. Đấy thì đây là các cái loại vít của bên em này. Thì bên em khi mà bên em gửi cho các bác thì sẽ là đầy đủ cho các bác luôn, to nhỏ lớn bé mẹ con. Dẹt múi đều đủ cả cho các bác nhá. Đấy, cơ bản nó sẽ là như này các bác này. Đấy. Cơ bản nó sẽ là như này để cho các bác lựa chọn này. Đấy. Thì bên em sẽ gửi theo theo combo. Đấy thì một mớ của nó. Bên em sẽ bán theo cân. Đấy, một cân của nó thì vào khoảng từ 7 đến 10 chiếc nhá. Đấy. Một cân của nó thì khoảng từ 7 đến 10 chiếc các bác. Đấy, đây, một cân của nó đây này. Đấy. Một cân của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, một cân của nó đây. To nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ nhé. Đấy. Đây qua đây. Đấy. Một cân của nó này. Đấy. Từ 7 đến 10 cái nhá. Hàng vít bãi Nhật cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Đó, từ 7 đến 10 chiếc cho anh em. Đó, rất là nhiều luôn. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác nhé. Có những cái nó sẽ thi thoảng có những cái đơn thì nó sẽ có những cái to này thì các bác thông cảm thôi. Tại vì là hàng bãi thì các bác thông cảm, tại vì nó sẽ có những cái to cái nhỏ nhưng mà đầy đủ combo cho các bác luôn. Một cân như này. Đấy. Một cân này thì giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một cân như này các bác nhé. Đấy, 110.000 cho một cân như này. To nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy đây các bác. Đấy.
110.000 cho một cân như này đây, một cân như con này. Đấy. Sẽ có cái to, cái nhỏ, cái lớn, cái bé, cái mẹ, cái con. Đấy, tại vì các bác thông cảm, tại vì là hàng cân ký thì không thể tránh khỏi được các bác nhá. Đấy. Hàng cân ký thì cũng không thể tránh khỏi được. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký. Các bác lên cho em đó là vít cân nhá. Đấy, vít cân này, đó. Vít cân thì một cân của nó 1 kg sẽ là 110k nhá, 110.000. 110.000 cho 1 kg và các bác mua 0,5 kg thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60.000. Đấy, 60.000 cho nửa cân và một cân là 110.000 nhá. Một cân là 110.000, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy, thì hàng như trên video em đã gửi tới các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là đá cắt sắt inox nhá. Đấy, đây. Các bác lên cho em là lưỡi cắt sắt inox, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 100 lưỡi nhá. Một hộp này là 100 lưỡi. Hàng thì của thương hiệu Guda của Nhật này. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật đây. Đấy, hàng thương hiệu Guda của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một dòng lưỡi cực kỳ chất lượng mà cái giá thì bên shop cũng đang phân phối gửi tới quý các bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đấy, đây là cái thông số của nó các bác này, thông số của nó này. Đấy. 107 nhân với lại 1.2 nhân với 16 mm nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Guda nhá. Đây các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, hàng này thì mên lưỡi rất là dày nhá. Mên lưỡi rất là dày thì khi mà các bác sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, mên lưỡi rất là dày khi các bác sử dụng thì không lo bị gọi là vỡ, và vỡ thì nó cũng không sợ bị nó bắn vào mặt nha, tại vì cái mên lưỡi nó dày thì vỡ nó chỉ mủn nó thôi. Đó, cho nên các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn, hàng thương hiệu Guda, 107 x 1.2 nhân với lại 16 mm nhá. Con này thì các bác lên giá giúp cho em đó là lưỡi cắt sắt inox nhá, lưỡi cắt sắt inox. Thì bên shop sẽ bán theo combo. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo từ 5 cái trở lên, 5 cái là bằng 35.000 nhá. Đấy, 5 cái. 5 cái là 35k. Đấy, 5 cái 35.000. Bên em bán thấp nhất là 5 lưỡi là 35.000 nhá. Đấy. Còn một cái vỉ này của nó này. Đấy, một cái vỉ này của nó là 25 lưỡi này. 25 lưỡi thì sẽ là 130.000. 25 lưỡi là 130k nhá, 130k. Đó. Còn các bác mua 100 lưỡi, 100 lưỡi thì mua 50 lưỡi, 100 thì sẽ là 380 nhá, 380k. 100 lưỡi là 380.000, còn mua 50 lưỡi thì sẽ là 230.000, 230.000. Đó. 50 lưỡi thì sẽ là 230.000. Đấy, 100 lưỡi thì sẽ là 380.000, còn 25 lưỡi là 130. Đấy, thì nếu như các bác mua 2 dây như này, 2 dây như này là 50 lưỡi này. 2 dây này là 50 lưỡi thì sẽ là 230.000 nhá. 50 lưỡi thì sẽ là bằng 230k. Đó, và bao ship cho các bác luôn. Còn mua một vỉ như này thì sẽ là 25 lưỡi là 130.000 nhá, 130.000. Còn bán lẻ thì bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy, không bán dưới 5 lưỡi nhá. Còn các bác mua cả hộp như này, cả hộp như này là 100 lưỡi này. Đấy, 100 lưỡi. Giá thì sẽ là 380k nhá, 380.000 cho 100 lưỡi. Đấy. Dòng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây, chất lượng nhá. Mên lưỡi dày cắt cực là ngon luôn. Đá thì nó sẽ chia ra làm 3 phân khúc nhá. Đá đỏ này, đá vàng này và đá xanh. Đá xanh là rẻ nhất và đá đỏ là đắt nhất các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái dòng thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop lại về số lượng cho các bác. Nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 7m rưỡi và 10m nhá. 5m, 7m rưỡi và 10m. Đấy, 5m, 7m rưỡi và 10m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. 5m, 7m rưỡi và 10m này. Đấy. Đây, đây cái này là 10m này. Cái này là 7m rưỡi này. Và cái này là 5m này. Đấy, và cái này là 5m này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thước rút tự hãm nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Japan qua này. Đấy. Dòng này ưu điểm của nó là nó thiết kế rất là thông minh luôn. Đấy, người Nhật người ta thiết kế cái gì nó cũng rất là thông minh. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn các bác thả này nó lại vào này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Thì khi mình đo đạc nó rất là tiện nhá. Đấy, đo đạc rất là tiện luôn. Bản lưỡi thì rất là to nhá. Đấy. Đấy, các bác cứ xả này là nó vào này, rất là tiện nhá. Thì khi mà các bác sử dụng nó tiện lắm. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, rút ra nó vào này, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là theo từng loại thôi nhé, theo từng loại cho các bác luôn. Đấy, theo từng loại cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Thì nó sẽ có theo loại như sau. 5m này, 5m thì sẽ là bằng 40k này. Đấy, 5m bằng 40.000.
5m là 40.000 nhá. Đấy, 7,5m này, 7,5m thì sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, và 10m thì sẽ là 60k. Đấy, giá rất hợp lý này. Chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Đấy, 5m là 40.000, 7,5m là 50.000 và 10m là 60.000 nhá. Đấy, đây, 5m này. Đấy, còn 5m thôi nhá. Đấy, còn 5m này. Đấy. 5m này sẽ là 40.000 nhá, 40.000 này. 7,5m này sẽ là 50.000 này. 50.000 cho một cái thước rút như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được cái thước giá hợp lý này đâu. 10m này, giá chỉ có 60.000 cái thước 10m này thôi nhá, 60.000 nhá. Đấy, rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mẫu kìm, đó là con này thì nó về thì nó sẽ là về ba màu như này, nhưng mà bên em lên tên nó thì sẽ là kìm đỏ nhá. Đấy. Về thì nó sẽ là về ba màu, nhưng mà bên em lên tên thì vẫn lên tên là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Đấy. Thì ở đây nó sẽ ba màu như này, nhưng mà bên shop sẽ lên tên nó là kìm đỏ nhá. Đấy, kìm đỏ đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm đa năng rất là tiện luôn. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100k thôi. Ở đây thì nó sẽ là thép CRV, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây, chữ Nhật đây các bác này. Đấy. Hàng nội địa của Nhật, chữ Nhật hết nhá. Và ở đây nó sẽ có cho các bác là một là tuốt dây này, hai là bấm cốt này, ba là cắt dây này, bốn là xoắn ốc này, đấy, năm là vặn này. Đấy, và 6 là xoắn dây buộc dây này, rất là tiện cho các bác luôn. Một con kìm đa năng, đấy, có tới 5-6 chức năng như này. Và lò xo chữ V nhá. Luôn luôn là trạng thái đẩy ra như này thì các bác dùng nó rất là sướng, không cần phải lấy tay để đẩy mà mình chỉ cần bóp vào này thôi, còn tự nó đẩy ra. Đó, và đây nó sẽ là một con kìm đa di năng cực kỳ tiện lợi cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Đấy, nó về ba màu nhưng bên em lên nó là kìm đỏ. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này nhá. Đấy. Đây, nó sẽ có ba màu như này, nhưng mà em lên tên thì tên nó là kìm đỏ. Và cái giá thì sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Khi bên em gửi thì sẽ là gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đấy, gửi màu ngẫu nhiên cho các bác luôn nhá. 100k cho một chiếc như này thôi. Con này thì siêu tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới. Cứ các bác anh chị cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Đó. Thì các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các số hotline của bên em đây các bác nhé. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship. Và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì em lại cập nhật các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó, bên shop về ngập tràn các mã hàng để phục vụ các bác. Đơn hàng từ 200.000 thì lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship, cân nhắc trước khi mua hàng, bên em ship code toàn quốc luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã dao bán rời từng chiếc, từng con một ở bên em. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái con dao gọt thai các bác này. Này, các bác lên cho em là dao gọt thai. Con này thì hàng của thương hiệu Wattbo. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, một con dao gọt thai như này. Siêu bén luôn. Đấy, con này có thể dọc được cái giấy bóng dai này là các bác biết rồi này. Đấy, tức là nó dòng nó rất là bén luôn. Wattbo Japan con này. Đó. Con này thì chiều dài của nó là 20cm. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đó. Các bác lên cho em là dao gọt thai, giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dao gọt thai này. Đó, gọt thai. Giá sẽ là 80k cho một con dao gọt thai như này nhá, 80.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Con dao gọt của Đức này. Dao gọt của đây. Con này thì các bác lên cho em đó là theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của Nhật các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng 3 chấm như này. Nên các bác lên cho em là gọt 3 chấm nhá, gọt 3 chấm. Giá thì sẽ là 70k. Con này thì nó cũng tương tự như con gọt của Đức thôi, nhưng mà con gọt Đức thì em hết mất rồi. Đấy, cho nên các bác lên cho em đó là dao gọt 3 chấm nhá. Đấy. Gọt 3 chấm này. Giá sẽ là 70k, nó cũng bằng con dao gọt của Đức nhá. Thì các bác có thể lấy con này cũng được. Con này thì nó sẽ dài hơn cái con gọt thai này một chút này. Dài hơn con gọt thai này một chút. Đây, nó sẽ như này. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy. Tùy theo các bác thôi. Con này thì sẽ là 80.000. Đấy, con gọt thai này thì sẽ là 80.000. Còn con gọt 3 chấm này thì giá của nó sẽ là 70.000 thôi. Gọt 3 chấm này của nó sẽ là 70.000. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, đây. Rất bén luôn các bác theo. Đó. Rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, dao rất là bén luôn. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho con gọt 3 chấm như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao con dao chặt hoa này. Đấy, chặt hoa thì em chỉ còn một con thôi. Con này bao nhiêu đấy? 150.000 à? Con này là các bác lên cho em là dao chặt hoa nhá. Con này thì nặng khoảng 3-4 lạng, em đang bán là 150.000.
thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhé. Đấy, chặt hoa 130k này. Đấy, 130.000 cho con dao chặt hoa như này. Đó, con này thì ra lấy cho anh cái thước đây xem. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là nguyên cái phần lưỡi này vào khoảng là 20 cm, phần cán này là 10 cm là 30 cm nhé, tầm khoảng 30 cm. Đó, 30 trên 30 cm một chút. Con này thì dùng để chuyên để thái chặt rất là ngon luôn. Đấy, chặt nhẹ cái thứ rất là ok. Đây, em chỉ có một con thôi, còn có một con thôi. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 130.000. Đây. Đấy, dài 30 cm luôn. Đấy, lưỡi gần 20 cm. Lên cho em là chặt hoa nhá. Thanh lý nốt một con 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là con dao các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá, dao chặt đứt. Con này thì nó cũng vào khoảng là 4 5 lạng. Đấy, 4 5 lạng. Dòng dao thì cực kỳ là đầm dao luôn. Đây, hàng made in Germany này. Đó. Giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con dao chặt đứt như này. Siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con này thì khoảng 4 5 lạng. Con này thì các bác chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, thực phẩm thức ăn thoải mái luôn. Đấy, hàng liền thân nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, chuyên dùng để băm chặt thoải mái luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì đầm dao lắm, các bác chặt thoải mái luôn các bác. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là chặt đứt nhá, chặt đứt. Con này thì giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một con dao chặt đứt như này, giá sẽ 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao đó là cái con dao cai các bác này, dao cai. Con này thì sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng dao thái các bác, một cái dòng dao thái này. Dao thái như này các bác này, lên mã giúp cho em là dao cai nhá. Giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000. Con này thì cái phần lưỡi của nó thì sẽ là 17 cm. 17 cm và tổng thể chiều dài là 30 cm này. Đấy, lưỡi 17 cm. Và bản của lưỡi là 5 cm rưỡi. Giá thì sẽ là 120.000 nhá. Đấy, 120.000. Dao thì rất là bén các bác này. Đấy, đây. Dao thì nó cũng là dòng dao siêu bén này các bác nhá. Dòng dao siêu bén rồi. Con này chuyên để thái này, hàng của thương hiệu Kai đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Kai nhá. Con này sẽ là 120.000 cho con dao Kai như này. Tiếp theo thì bên shop về thì các bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ này. Đấy. Con dao thái lỗ thì nó cũng tương đương như con dao cai thôi, nhưng bản nó to hơn một chút. Đấy. Con này thì sẽ là 125.000 nhá. 125.000. Đấy, dòng rất là bén luôn con này, rất là bén luôn nhá. Qua theo, rất bén luôn. Đó. Con này thì phần lưỡi của nó sẽ là 18 19 cm, lưỡi 19 cm. Bản của lưỡi là 7 cm và chiều dài của nó cũng là 30. Đấy. Thì con dao cai và con dao thái lỗ này thì nó tương đương nhau. Đó, tương đương nhau như này. Con cai này thì sẽ là 120.000 và con thái lỗ này là 125.000. Đây. Đấy, hai con đều là cán gỗ hết nhá. Đó, thì các bác muốn lấy con nào thì lấy thôi. Con dao thái lỗ này, đây nó có cái lỗ này, em gọi nó là thái lỗ, sẽ là 125.000. Con dao cai này là 120.000. Đấy, tùy theo các bác muốn lấy con nào thì lấy. Giá thì cũng na ná như nhau, nó lệch nhau một chút nhưng mà kiểu giá nó khác nhau. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao đó là con dao con này là con gì nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Made in Germany các bác này. Đấy. Con này của nó thì chiều dài của nó khá là dài luôn. Đây. Và dao cũng rất là bén. Con này thì các bác có thể dùng để băm thái chặt băm thái rồi phi lê đều được hết nhá. Nó rất là bén luôn. Đây. Chiều dài của dao là lên tới 38 cm các bạn, 38 39 cm. Rất là dài luôn, 38-39 cm. Phần bản lưỡi rộng nhất là 4 cm rưỡi. Và chiều dài của lưỡi là 24 cm. Con này các bác dùng để bổ dưa hấu này. Đấy, bổ dưa hấu rồi thái rau này, lọc này, phi lê này. Rồi nói chung là gọt hoa quả các kiểu con này đều được luôn. Đó, rất là dài. Con này thì các bác lên cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức bao nhiêu nhỉ? Dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000 cho con dao Thái Đức này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức này. Dao Thái Đức giá sẽ là 130k nhá. 130k cho cái mã dao Thái Đức như này, 130.000. Tiếp theo thì bên shop còn mấy con dao lọc bao da nữa nhỉ. Đấy, dao lọc bao da. Con này bao nhiêu nhỉ? 130. Cũng 130.000 luôn nhá. Đấy, hàng thương hiệu Kai. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da, có phần tay cầm như này. Các bác có thể dùng để mình lọc này. Đấy, lướt dao rất là êm luôn. Giá thì sẽ là 130.000 cho một con dao lọc như này. Đấy, các bác lên cho em là dao lọc bao da. Giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho em dao lọc bao da như này. Em này thì cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác thấy không? Đây. Rất bén luôn các bác. Rất là bén luôn. Và mình của dao thì rất là dày ạ. Mình dao rất là dày, các bác dùng để thái lọc thì rất là đầm tay luôn.
và nó có một cái bao da như này, các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng xong mình bỏ bao da, các bác có thể đeo vào thắt lưng để mình đi rừng, đi phượt hoặc là sử dụng rất là ok. Lọc bao da nhé, lọc bao da. Giá sẽ là 130k này, 130.000. Bỏ cho anh con dao chặt 1 cân ra đây. Chặt 1 cân nhé. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt 1 cân nhé. Dao chặt 1 cân. Con này cân nặng là 1kg các bạn. 1kg. Con này thì hàng này của nó thì miễn chê rồi các bạn. Đấy, chặt sắt, chặt chiếc đều ok hết nhá. Đấy, em rất là nhiều video chặt sắt rồi. Cân nặng của nó là 1 cân nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt 1 cân. Đấy, dao 1 cân này. Dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1kg. Giá sẽ là 230k. 230.000 và bao ship tận nhà cho bác cho con dao chặt 1 cân này luôn. Đấy, cả hai con dao quát bồ nữa. Dao chặt 1 cân nhá. Con này nặng 1 cân. Đấy, hai con này nhọn bầu ấy. Con này thì chiều dài của nó sẽ là 33 cm, bản chiều cao là 11 cm và chiều rộng chiều dài của lưỡi là 21-22 cm, 22 cm các bạn. Đấy, con này dùng để băm thái chặt. Băm thái chặt thì rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì sẽ là 230.000. 230.000 cho con dao chặt 1 cân như này các bạn, 230.000. Tiếp theo thì lên shop về cho các bác sản phẩm đó là bộ ba dao cán gỗ này. Đấy. Bộ ba dao cán gỗ. Bộ ba dao cán gỗ cho các bác luôn thì ở đây nó sẽ có cho các bác là 3 con dao. Đấy. 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000 cho 3 con nhá. 260.000 cho 3 con. Đấy. Thì các bác lên cho em là gọt gỗ này, đó. Gọt gỗ thì sẽ là 40k này. Đấy, thái gỗ sẽ là 80k và chặt gỗ thì sẽ là 180.000. Đấy, còn các bác mua lẻ như vậy, còn mua combo 3 con thì sẽ là 3 con sẽ là 260k và bao ship. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ. Bộ 3 dao cán gỗ nhá. Đấy, bộ 3 dao cán gỗ. Giá sẽ là 260.000. Đây. Đấy, nếu các bác mua cho em là combo là 3 con này. 3 con này thì sẽ là 260.000 các bác này. Đấy. Bao gồm một con chặt, con này từ 5 đến 7 lạng này. Đấy, một con thái, một con gọt. Combo cho các bác 3 con dao như này. Giá sẽ là 260.000, 260.000 các bác nhá. Đó. Dao thì siêu bén các bác này. Đấy, dao thì rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn. Hàng của thương hiệu Seki Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, Japan các bác này. Đó. Con này sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Lên cho em là dao gọt gỗ. Con này sẽ là 40k này các này. 40.000 cho con dao gọt gỗ này các bác này. Đấy. Tiếp theo là con này sẽ là con thái gỗ này. Đấy. Con thái gỗ các bác này. Đấy, rất là bén luôn các bác nhá. Đấy. Đây. Thái gỗ này rất là bén luôn. Seki Japan. Con này thì sẽ là 80.000 nhá. 80k. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là thái gỗ 80.000. Đấy. Lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì một em nữa. Em này nó sẽ là em chặt gỗ, hàng made in Japan này. Đấy. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đó, chặt gỗ. Giá sẽ là 180k. 180.000. Mua lẻ thì như vậy, còn mua combo 3 con như này thì giá chỉ có 260.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, hàng của thương hiệu Seki Japan. Cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Mua 3 con 260.000, mua lẻ con chặt 180, con thái là 80.000. Đấy, con gọt. Đây, hàng thương hiệu Seki Japan này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là con dao. Các bác lên cho em đó là dao, con này là cái gì? Dao vuông nhá. Đấy, con này thì hàng của thương hiệu Wattbo này, hàng thương hiệu Wattbo đây. Đấy, cùng với con dao gọt hai đấy. Thì các bác lên cho em là thái vuông nhá, thái vuông. Đó, thái vuông. Nó có cái đầu hình vuông như này thì lên cho em là thái vuông nhá. Con này thì sẽ là 180.000 này. 180.000 cho con dao thái vuông như này. Đấy. Còn tiếp theo thì bên shop có cái con dao thái nhọn này. Đấy. Con này thì nó sẽ là nhọn như này các bác này. Đấy. Hai con thép trắng của thương hiệu Wattbo, thép trắng không gì nhá. Con này lên mã giúp cho em đó là thái nhọn này. Đấy, thái nhọn. Con này thì lưỡi nó nhọn, cái mỏ nó nhọn như này. Đấy, dọc giấy thì dòng này thì không phải bàn rồi. Dọc giấy thì siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy rất là bén luôn. Đó, các bác thấy không? Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông và thái nhọn nhá. Thái vuông và thái nhọn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con thái vuông này thì sẽ là 180 và con thái nhọn này là 175 và mua hai con này thì em tính cho các bác là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho các bác luôn. Đó. Con này thì nó sẽ là mũi nhọn. Đấy thì lên cho em con này nó sẽ là thái nhọn này. Đó. Con dao thái nhọn giá sẽ là 175k. Đó, 175.000. Đó. Còn tiếp theo là con dao thái vuông nhá. Đấy, con này là lưỡi nó vuông cho nên bên em gọi nó là thái vuông nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vuông này. Thái vuông giá sẽ là 180k. Đấy, 180.000 cho con dao thái vuông như này.
Đó, mua 2 con là 350. Ngoài ra thì bên shop có cho bác một mã, đó là con dao chặt. Con này các bác lên cho em là dao G49 nhá. Đấy, lên cho em là dao G49. Cũng của thương hiệu Wattbo luôn, thì các bác có thể mua combo 2 con thái này và một con chặt như này. Con này thì tầm khoảng 3 đến 4 lạng thôi, nhưng mà vừa đầm tay lắm, đầm tay rất là ngon lành. Đấy. Thì con này kích thước của nó thì chiều dài của nó sẽ là 29. Bản của nó là dày là cao là 9 cm. Và chiều rộng của lưỡi, chiều dài của lưỡi là 17 cm. Đấy. Dòng này thì nó cũng là một cái dòng gọi là siêu bén rồi các bạn này. Đấy. Có thể là con này vừa thái vừa chặt được nhá. Vừa thái vừa chặt được, rất là bén luôn con này. Đấy. Vừa thái vừa chặt rất là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là dao G49. Giờ G49 giá sẽ là 150k, đúng không? Lên cho em là dao G49 nhá. Dao G49 150k, hàng của thương hiệu Wattbo. Rồi, ok các bác, các cái mã dao của bên em.